Chuyện Trạng Quỳnh Sỏi từ trong bụng mẹ Có nhiều câu chuyện về một nhân vật xuất chúng được nhân dân truyền tụng suốt từ đời này sang đời khác thành một hình tượng nhân vật văn học dân gian độc đáo. Ấy là Trạng Quỳnh, một đại diện ưu tú của trí tuệ nhân dân, được nhân dân xây dựng, bồi đắp ngày thêm phong phú, hoàn chỉnh tài năng và tính cách hòa trộn yếu tố hiện thực và những giả tưởng huyền thoại pha chất trần gian người ta đồn rằng quỳnh hay chữ từ lúc gọi là bảo thai trong bụng mẹ chuyện kể trong thời gian bà mẹ quỳnh mang thai có lần ra cầu ao giặt quần áo bỗng nhìn thấy một con vịt bầu to đang bơi lội thỏa thích trên mặt ao bà cũng vốn là người hay chữ tức cảnh sinh tình bục miệng đọc lên một câu thì xem ra thật hợp tình hợp cảnh lại chứa chan thi vị. Linh đinh bầu trời mặt nước. Ai ngờ, chợt bà nghe tiếng trẻ con từ trong bụng mình phát ra, lẳng lơ quả mít trên cành. Thật là đối thanh, đối ý, đối lời. Bà mẹ sững sờ hồi lâu về sự khác thường ấy và tin rằng đứa con sau này mình sinh chẳng khác người nhà trời xuất thế. Về sau, quả như lời, Quỳnh sinh ra và lớn lên như một nhân vật khác thường chuyện lạ đó đây còn lưu giữ mãi trong trí nhớ cười đời và còn bao nhiêu chuyện khác như sau đây. Ông to đầu, ông nổ lửa. Khi Quỳnh lên 6, lên 7, đã nổi tiếng thông minh, lắm mưu, nhổ kế, tính thích đùa kịch khác người. Quỳnh ít tuổi, nhưng hay chơi với bạn lớn, ai cũng tôn Quỳnh làm đầu. Thường lấy lá chuối làm cờ, lá sen làm lọng, kiệu chủ tướng Quỳnh, trong các trò diễn nối sớm thông chiều, ai cũng phục quyền trong các cuộc vui, có tài biến hóa linh hoạt. Một lần, đầu như vào đêm sáng, trăng tháng tám, đang chơi ngoài sân cùng các bạn, Quỳnh bỗng bày ra một trò chơi mới, Quỳnh khuỳnh tay ra vẻ quan trọng, thở dài đánh sượt rồi chấp miệng. Trời mãi thế này chán chết, ai thích xem ông đầu to bằng cái vồ với ông nổ lửa, thì theo tôi, ai không đi, không ép chúng bạn gieo hò hưởng ứng ai chả thích trò mới lạ quỳnh lại nghiêm giọng kể cả thế thì làm kiệu dẫn ta đến nơi đó nào bắt đầu đến đấy ta bảo sao thì cứ vậy mà làm nghe chưa mà nhớ miệng ai nấy đậy chớ có béo xép bạn bè xúm lại cùng khoanh tay kiệu quỳnh đi đến cái nhà kho cũ tối om quỳnh cho dừng kiệu rồi háng giọng bảo xin các quan viên chăm họ chờ cho một lúc quỳnh này vào xem ông to đầu và ông nổ lửa đã đến chưa. Tất cả hàng ngũ trình tề đợi lệnh ta. Được chuẩn bị từ trước, Quỳnh bước vào khoảng đêm tối bưng trong nhà, rút ở túi áo ra một cây nến đặt lên bậc đá cao, lại nhét vào khe tường kho một quả pháo đùng. Cô ý số thật khéo không để cho ai nhìn thấy. Xong đầu đấy, Quỳnh khụ kiện ra ngoài, ra tảng hốt hoàng, nói với mọi người xem bộ quan trọng lắm. Hai ông ấy đến rồi, trông hãi ghê, vì vậy ai gan to thì theo ta, ai yếu bóng vía thì xin đứng ngoài, chút lát sẽ được nghe thuật lại chuyện thôi. Chả có ai lại chịu đứng ngoài để mang tiếng lại nhát như cái, nên cục nhau ùa vào, quỳt nạt. Không có được chen lấn, cả lên gân cốt sẵn sàng, nếu sáng một cái là ông to đầu xuất hiện, chớ có sợ quá mà vãi đáy ra đấy, không xong với ta đâu. Nến lóe sáng, bỗng trên vách kho lừng lững một ông đầu to như cái bồ, chính là cái bóng của quỳnh hắt lên đang lúc mọi người còn nhốn nháo chưa kịp nói gì quỳnh đã châm hương dí lửa vào cái ngòi quả pháo đùng sắt ở kẽ tường một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc lửa khạc quồng ánh sáng chói mắt làm cho tất cả mọi người rúi rụi ngã vào nhau sau đó quỳnh thổi nến tắp vụt ông toàn đầu và ông nổ lửa biến mất nhà kho chìm trong bóng đêm trở lại không khí đầy bí ẩn ma quái Trời sinh ông Tú Cát Ông Tú Cát một hôm kia đến nhà Quỳnh chơi, gặp lúc bố Quỳnh đi vắng, ông Tú Cát tha thần xa thăm vườn, rồi tiện chân đến bên chuồng lợn. Thấy con lợn béo ụt ịt, khiếp cả mắt, ông buông lời khen. cha con lợn kia béo thật. Quỳnh đi theo ông Tú và nói, con lợn cấn này ăn cám tốn lắm, thưa ông. Đỗ Tú Tài, ông Tú vẫn thường hậm mình sỏi chữ, và hay bày trò khoe chữ thấy trong câu nói của quyền có chữ cấn và tốn là tên hai cung trong bát quái ông tú bảo quyền lại gần để thử tài ta ra cho cậu câu đối này cậu thử đối xem lợn cấn ăn cám tốn quỳnh thấy ông tú lấy ngay câu nói của quỳnh làm vế thách đối đã thấy lo 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 nhất là vế mình đối phải kèm được hai chữ chỉ hai cung khác trong bát quái đang lúng túng chưa nghĩ ra chờ thế có con chó từ đâu chạy lại người chân ông tú quỳnh liền nhanh trí đối luôn chó khôn chớ cắn càn khôn và càn cũng là tên hai cung trong bát quái như cấn và tốn ông tú tuy đã phục quỳnh nhưng chưa chịu tha lại ra cho quỳnh một câu đối nữa câu này có ý tự phụ mình là ông tú coi cả thiên hạ chả sa gì trời sinh ông tú cát quỳnh xin phép hỏi trời đối với đất có được không ạ à? được có thế cũng phải hỏi tiếp tục đi cát đối với khung được chứ ạ à? được lắm đối đất với trời khung với cát là đối cả ý lẫn thanh đối thế ai chê đổi. đang đà ông tú cát nức nở khen quỳnh ta liền không úp mở chi nữa đối luôn câu trời sinh ông tú cát bằng câu đất nứt con bọ hung. lại khiêm nhường khép nếp thưa xin thỉnh giáo ông tú ông tú đáng học biết mình mắc lẫm, xong chẳng dám ho hẹt nửa lời. Ông chặt lưỡi, nghĩ bụng. Cái thằng láo toét, dám đối tú cát ta với loại bọ hung khôi xình. Hừ, láo. Từ đó không còn ba khoa khi gặp quyền ở đâu nữa, vì ông biết đối thủ chẳng phải tay vừa. Xê đực chưa? Đã mấy đêm liền, quan chiêm tinh xem sao trên lầu thiên văn, thế cứ vào giờ ấy phía ấy xuất hiện trên bầu trời một ánh hùng tinh biết là điểm báo nhân tài đang ẩn náu ở vùng đó quan chiêm tinh bèn tâu với nhà vua để xin ra chiếu cầu hiền tài nhà vua chuẩn tấu không xấu được vẻ mừng vui ngóng đợi chiếu cầu hiền ban xuống tỉnh thanh đã lâu nhưng không thấy thôn nào xã nào trong vùng tiến cử người tài trí ứng với ngôi hùng tinh kia về sau theo lời đệ trình của quan chiêm tinh nhà vua cho quần thần lập kế tìm cho được người hiện tại. Theo kế đã định, lệnh triều đình được ban ra khắp vùng Thanh Hóa, hạn trong một tháng, tình thần Thanh Hóa sức mỗi làng phải tiến một con sĩ đực, chừa. Quá hạn mà không có, sẽ trị tội cả làng, cả tỉnh. Cha đời nhà ai là có cái thứ lệnh phải gió như thế, mà làm gì có thứ sẽ được chừa, mạng sinh linh phe này chẳng hơn con ngoé. Chắc về làng của Quỳnh, từ chức dịch đến dân chúng đều lo suốt vó nhất là ông cụ thân sinh gia Quỳnh lại càng sợ bởi ông cũng là bậc huynh thứ trong làng không tìm được xe được chữa tất nhiên là phải chịu tội trước chú gì mà lại có thứ chú quái oăm bằng giết dân không bằng ông thân sinh Quỳnh phàn nàn về chuyện ngược đời đó với cả nhà mặt buồn rười rượi lòng rối như tơ vò ai nấy kinh hãi lo phiền nhà đang vui bóng buồn như có đám, riêng Quỳnh bình tĩnh lắm. Thế thế bảo bố, nếu thầy công khinh con là trẻ điếc, con sẽ có cách giúp dân làng ta thoát được tội tài đình. Ông bố Quỳnh đường lúc bực mình liệt mắng té tát. Chuyện đại sự, con biết gì mà bàn, đừng có nói leo, không biết thì sự cột mà nghe. Hồi ấy Quỳnh chưa phát lộ tài năng, chỉ bình thường như lũ trẻ khác trong làng, nên ông bố đâu có tin là Quỳnh sẽ khiến được mưu kế gì cho đắc sách, lòng ông chủ nặng ưu tư, biến ăn, biến ngủ. Mấy hôm sau, lệnh thức Quỳnh nàng nặc đòi được tham gia vào việc giải quy cho làng. Ông im lặng không nói gì, Quỳnh bản tính nghịch ngợm nhưng hiếu thảo, rất thương bố, bẹt nói. Thầy không cho nói, con cũng xin thưa. Việc ấy thầy khỏi phải lo, con xin thu xếp đâu vào đấy. Nhà vua bắt tiến một con dê được chừa, chứ bắt tiến đến mấy con cũng có. Xin thầy cứ nhận với dân làng, chồng cho bố con mình một trăm quan tiền để mua dưa được chừa. Sai kẹn, con xin chịu tội thay cả làng, mong mọi người cứ ăn ngon, ngủ yên, việc ai nấy làm. Thế chẳng đừng, và cũng chẳng còn cách gì khác, ông Tân xin Quỳnh phải theo lời Quỳnh, làm tờ cam đoan với dân làng và nhận tiền cho Quỳnh đi lùm tìm cái con vật ngược đời ấy. Nhận tiền của dân làng rồi, chả thấy Quỳnh thu xếp chuẩn bị chi cả, cứ nhợt nhơ như không có việc gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, hai thầy trò khăn gói lên đường, thẳng phía thành Thăng Long dấn bước. Tới kinh đô, Quỳnh hỏi dò được ngày vua ngựa chơi phố, yên chí cùng bố xong chơi vãn cảnh, như không còn nghĩ gì đến chuyện mua bán kia nữa, thật là can to chưa quả núi nùng. Đúng ngày vua ngựa vãn cảnh Thăng Long thành, Quỳnh dậy thật sớm, chui xuống dưới cống cửa đông nằm trực sẵn, không để cho ai thấy mình ẩn núp dưới đó đang mưu tính những gì Đợi đến quá trưa, xe ngựa quan quân sầm dập đi lại trên cống. Quỳnh biết là vua đang đến, bèn bất ngờ hoa khóc, lúc đầu còn thút thít, ấm ức, càng sâu càng nứt nở, oán thán. Tiếng khóc to um um dưới cống, động đến tai vua. Nhà vua nhìn trước ngó sau, không thấy người khóc, chỉ thấy tiếng khóc, lấy làm lạ, cho người sụp tìm khắp nơi. Cuối cùng, quân lính lôi được quyền từ dưới cống lên. Trong quyền lúc ấy thật là thảm, quần áo nhích nhác, mặt mày lem luốc. Nhà vua cho phép quyền, lại gần và hỏi, Thằng bé kia, tại sao nhà ngươi chui xuống cống? Quỳnh giả vờ ngu ngơ không biết người đang hỏi mình là nhà vua, cứ tưng từng trả lời trùng chẳng. Ngựa xe các ông đông quá, tôi cũng chui xuống cống để các ông chè chết à, hu hu hu. Nhưng cớ gì lại khóc, nứt mắt đã có gì oan ức sao? Quỳnh được thể lại bưng mặt hu hu, tiếng khóc náo nề như giữa đám ma vua. Thưa ông, mẹ tôi chết hự ba năm nay rồi hữ, hữ, mà bố tôi hữ, hữ, không chịu đẻ em bé cho tôi hự ấm nên nên hự tôi khóc bố đẻ đi hự hự bố ơi là bố ơi nhà vua bật phì cười quên cả nghi lễ trang nghiêm thằng nhỏ giờ hơi mất rồi làm gì có cái thứ đàn ông đẻ con bao giờ thật là đồ lọng ngôn quỳnh liền thôi khóc thay đổi bộ dạng khoanh tay kính cẩn thưa gửi đâu vào đấy. Thưa ông, vậy mà vừa đây tôi thấy các bậc cha chú trong làng lại sủ nhau đi lùm mua xê được chữa để tiến nhà vua. Tôi tưởng xê được mà chữa đẻ được thì bố tôi cũng chữa đẻ được chứ ạ. À? Vua cùng các quan đi hộ giá chứng kiến câu chuyện từ đầu đến cuối biết là đứa trẻ này có tài ứng vào ngôi hùng tinh kia liền ban thưởng hậu cho Quỳnh và tha cho sân chúng các tỉnh Thanh Hóa không phải cống xê được chữa nữa. Thế là kế vua được thực hiện, mà Trạng Quỳnh cũng có cơ hội phát lộ tài năng chặt mấy lâu nổi tiếng khắp nước. Nhặt bã chầu Một lần trên đường về phủ, Quỳnh ghé vào quán nước bên đường. Trong quán, một viên quan phụ mẫu đang ngồi, sáng oai phong, bệ vệ, mồm bòm bẹp nhai chầu. Cạnh đó một chú lính lệ, đứng hầu. Mặt ngay cán tàn nghiêng, ngó kẻ qua người lại uống xong bắt nước chả ngồi chơi sáng vẻ đợi chờ điều gì vừa lúc quan nhai xong chầu vứt miếng bã xuống đất trạng liền cập lên ngắm nghĩa vẻ trân trọng rồi đút vào túi thế lạ quan bèn hỏi người nhặt bã chầu sợ ý tò mò người là ai nhặt bã chầu làm gì trạng quỳnh làm bộ cúm núm đáp lời giọng châm chọc. tôi là học trò nghèo nghe nói miệng nhà sang có can có thép muốn nhặt mang về coi thử xem có thực không, xin qua lớn đừng để tâm. Biết mình bị sỏ, lại không biết người này là Trạng Quỳnh, quan lên ra vẻ học thức, lên giọng kẻ sang. Nhận là học trò thì ngươi phải đối lại câu tục ngữ ngươi vừa nói, hay ta thường giờ đánh đòn, mà nhớ là phải lấy tục ngữ đối với tục ngữ cho trình, nào đối đi, miệng kẻ sang có gan có thép, hừ, được lắm, đối mau. Trạng Quỳnh xả bộ rụt rè sợ hãi, bầm báo loanh quanh, bầm lấy tục ngữ đối lại tục ngữ con thấy khó lắm và chăng con sợ mang tiếng sược xin không dám đối quan tưởng Quỳnh bí thật càng làm già càng hoạnh hoẹ không đối được thì nằm xuống vòng vo tam quốc mãi ta đã nói mà hay ta thường sợ đánh đòn bầm vậy con xin đối vậy có sao xin quan miễn thứ cho được đối ngay ta nghe thử quỳnh thông thả đọc luôn vế đối bằng một câu tục ngữ khác đồ nhà khó vừa nhọ vừa thâm câu đối rất sỏ. Dám đem cái đồ nhà khó mà đối với miệng nhà sang, láo láo, nhưng ý tứ câu chữ thật trình lại đúng là tục ngữ đối lại tục ngữ. Không bắt bè vào đâu được, quan sục tên lính hầu cùng đứng dậy ra về cho khỏi tẽn mặt quan phụ mẫu. Chả mấy chốc, chuyện ấy lan xa khắp vùng, tiếng tâm trạng quyền ngày càng nổi như cồn. Từ rất sớm, chuyện trạng quyền đã được sân san hóa, bồi đắp cho kho tàng chuyện truyền khẩu dân tộc ngày thêm phong phú dòm nhà quan bản tương truyền thị điểm và trạng quỳnh sinh cùng thời có khá nhiều giai thoại về quan hệ giữa hai người bạn khác giới cân tài cân chí này dân gian còn kể nhiều cuộc đối thoại văn chương giữa điểm và quỳnh nay một số sách còn ghi lại có hơn chục tập đầu tiên ta hãy nghe về chuyện vì sao trạng được quan bảng sinh của Thị Điểm chú ý đến rồi thu nhận làm học trò, nuôi ăn trong nhà. Đồn rằng ở đất Kinh Kỳ lúc ấy có nhà quan bảng sinh được một người con gái tên là Thị Điểm. Kể về nhan sắc thì ít ai sánh kịp. Còn mặt chữ nghĩa văn chương cũng tài giỏi hơn người, tiếng tâm nổi cấp đế kinh. Vô khối kẻ muôn sinh trong nhà học của cụ bảng ngấp nghé đưa tiếng nhưng chưa thể nào lọt được vào mắt xanh Thị Điểm. Biết chuyện, Quỳnh ngày ngày giả phờ mon men đến nhà quan bảng xem bình văn để dò so xét đối tượng bị các học trò mách thầy quan bảng lấy làm giận lắm bèn cho người theo dõi bắt quỳnh vào để khỏi tội lần ấy quỳnh bị bắt quả tang trốn đâu cho thoát bị lục vấn quỳnh một mực lễ phép thưa cùng quan bảng bẩm quan tôi chỉ là học trò nghèo vốn tính hiếu học qua đây thấy trường quan bảng bình văn tôi đến chỉ nhầm lén nghe trộm bài mà thôi không dám có ý khác quan bảng không tin, bảo Quỳnh, Ta thừa biết nhạc, anh xả xanh học trò vào đây chỉ để sợ thói chim chuột con cái ta. Nhưng đã nhận là học trò thì ta cũng ra cho một vế đối, thử tài xem chơi. Đối được thì ta tha, không đối được thì chết đòn. Nghe chưa? Dạ, dạ, tôi xin lĩnh ý thầy. Cha Quỳnh nhũn như con chi chi, chờ quan bảng sát hạch, lo lắng, đầy ngực. Quan bảng đặng hắn rồi đọc một vế đuối khá hóc hiểm, các trò khác nghe qua đã toát mồ hôi. Thằng quỷ ôm cái đầu, đứng cửa khôi nguyên. Ngoài nghĩa thông thường ra, về mặt chiếc tự, câu này còn khó ở cái ý. Chấp chữ quỷ với chữ đấu thì thành chữ khôi. Không sẽ mấy ai hiểu nổi thâm thúy của vế đối này. Quỳnh tỏ ra thông minh hơn người, không đến nỗi như các trò kia. Nghe xong, ngẫm nghĩ giây lát, ứng khẩu liền. Con mộc, sữa cây bàng, dòm nhà, bảng nhãn ngoài nghĩa thông thường, vế đố này sánh được với vế thách về mặt triết tự vì chữ mộc chấp với chữ bàn thành chữ bàn. Đó là lối chơi chữ, đố chữ ngày xưa, thường đề thử sức người học rộng và nhanh trí. Đố được câu thách đố của quan bảng đầy khóc hiểm, Quỳnh thấy nhẹ cả người. Quan bảng thấy Quỳnh chữ nghĩa xuất chúng, không phải hạng học trò, học truyệt tầm thường, có tài ứng khẩu thành chương nên mừng lắm, đâm ra yêu vì sự chàng lại mà nuôi cho ăn học. Thông minh, sáng dạ, biến báo hơn người, học một bíp mười, trình độ tấn tới trông thấy bạn bè đều phục là Quỳnh tài giỏi nhất lớp. Quan bảng lại có ý muốn cả cô điểm cho Quỳnh, mà thì điểm xa chiều cũng ưng thuận. Thật là chim khôn đậu nóc nhà quan, duyên hay, vận đẹp còn toan nỗi gì. Được lời như cởi tấm lòng, Quỳnh thỏa ý nguyện của mình, nhưng phải cái tính nghịch ngợm hay chồng gẹo thì điểm thì lại là con người nền nã, nết na, kết chuyện chất nhà, không thích những trò đùa sai của Quỳnh. Bản tính mỗi người một khác, tình thế này chưa biết câu chuyện sẽ dẫn đến đâu, thế mới có nhiều xe thoại thú vị về hai người mà sau đây ta còn được mấy lần nghe kể. Cũng toàn là chuyện truyền hôn, chả biết có thật hay không, nhưng dân gian thì nói thế, tin thế. Đối đáp với thị điểm giai thoại làng văn còn kể một chuyện không biết hư thực thế nào. Thị điểm như trên ta đã biết là con gái thầy học của Trạng Quỳnh, tính tình đoan trang, nết na, lại giỏi chữ nghĩa. Trạng Quỳnh say mê nhưng nhiều lần phải ứng phó vì thị điểm hay ra cô đối trong những tình huống hết sức khó xử. Bên thì tám lạng, còn một bên thì chả biết có được nửa cân hay không. Một lần, Quỳnh ngồi đối diện với thị điểm qua cửa sổ. Thị điểm nhân đó mới đọc một câu đối thử tài ý trung nhân câu đối thuộc loại khó hai người ngồi song song hai cửa sổ song là hai song cũng là song cửa sổ quỳnh gặp câu đối hóc búa đành lảng ra chỗ khác chịu thua vẫn nổi tiếng là có tài biến báo nhưng lần ấy quỳnh đành im thiên thít như thịt nấu đông lần khác khi quỳnh từ phú mía về thì điểm liền đọc chiêu ngay một câu làm quỳnh chưng hưởng lên phố mía, cặp cô hạp mật cầm tay kẹo lại hỏi thăm đường, kẹo tiếng địa phương còn có nghĩa là kéo lại. Quỳnh ngần người lúng túng một hồi lâu lại chịu vì câu ra toàn những từ mía mật kẹo đường khó kiếm được từ để đối lại. bị thua mấy lần, Quỳnh tự lấy làm thẹn lắm, phần này quyết chí rửa hận, Bên dùng hành động áp đảo, lợi dụng lúc trời tối thì điểm vừa ra khỏi phòng có việc quỳnh lèn vào nằm gọn lên giường điểm thì điểm về vô tình của tay phải dọa sẽ mách thầy thì điểm ra một vế đối bằng chữ hán chướng nội vô phong phàm tự lập trong chướng không có gió mà cột buồm lại tự nhiên dựng lên bắt quỳnh đối lại nếu không đối được thì sẽ cáo giác quỳnh với quan bảng về tội sàm sỡ buổi ấy quỳnh đối được vế đối lại bằng chữ hán và cũng rất chuẩn sàng trung bất vũ thủy trường lưu trong sường không có mưa mà nước vẫn chảy dài cà phê thách đố và vết đối đều tuyệt diệu cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng lần khác biết điểm đang tắm trong phòng quỳnh xô cửa đòi vào thì điểm lại ra một vế bắt đối còn đe không đối được sẽ làm to chuyện da trắng vũ bì bạch lại gặp câu theo lối chơi chữ nửa hán bì bạch nửa nôm da trắng quỳnh đành chịu thua lần nữa cũng may điểm bỏ qua cho không hạch quỳnh về tội sàm sỡ lần cuối nhân buổi hội xuân điểm cùng quỳnh đi chơi thuận tay điểm hái một nhánh xương rồng bên đường trao cho quỳnh rồi đọc cây xương rồng trồng đất rắn long vẫn hoạt long rồng rắn là từ nôm long từ hán nghĩa là rồng nhưng tiếng việt long có nghĩa là không chặt Chữ nghĩa của câu đã khó, còn ý tứ của người xa đối lại có cái sâu xa riêng. Ý ấy, bóng gió cảnh cáo tính khí, ngang nghẹt, khó bề giáo hóa của Quỳnh. Buổi ấy, Quỳnh đã tìm được câu đối lại chẳng những chỉnh về chữ nghĩa mà vẫn khẳng định tính cách ngang ngạnh của mình. Câu đối lại của Quỳnh cũng đầy ẩn ý như sau. Quả sư chuột, tuột thẳng gan, thử chơi thì thử. Gan là gan tay, gan tất còn là dưa gan thử là thử chơi và chữ hán thử là chuột. Tương truyền, sau lần đối này, Quỳnh và Điểm chia tay không còn quan hệ với nhau nữa. Chẳng biết đó là chuyện văn chương hay chuyện ngoài đời, có bao nhiêu phần trăm số ông nọ cấm cầm bà kia. Hơn thế kỷ này, và chắc còn xa hơn thế nhiều, người ta vẫn truyền khẩu như thế, ghi chép thành sách như thế, kẻ hậu sinh chỉ làm việc sao lục, không dám thêm bớt. Chịu thua chuyện thì điểm đối đáp văn chương với quỳnh thì còn khá nhiều mà thật ra bao lần có đối mà không có đáp như câu đối đã dẫn da trắng vũ bỉ bạch và những lần khác vừa kể trên đây luôn luôn thì điểm tỏ ra hơn phân trạng quỳnh có thể là quỳnh kém cạnh thật nhưng biết đâu nói như bây giờ chỉ là thủ thuật nịnh đầm của trạng nếu vậy thì những lần xin được kể ra sau đây ta giải thích thế nào quỳnh là người ưa tự do lại mắc cái tật nho nhỏ, nhưng nghĩ cũng tức cười là sợ chó. Một tối, Quỳnh được thầy học sai đi có việc. Khi về trời đã muộn, cầu ngõ đóng kín cả. Đàn chó giữ thấy người lạ tường kẻ trộm nên vừa sổ ra, vừa sủa ẩm ý. Quỳnh ta lúng cuống, phải trèo lên cây cậy ở góc vườn để thủ thân. Không dám xuống, Quỳnh cứ ngồi thu lưu trên cây cậy mà réo gọi thị điểm ra mở cổng cho mình. Thị điểm chờ ra soi đèn mở cổng, thấy quang cảnh ấy, vì cười nhưng vội nghiêm ngay mặt lại, ra ý chắc quyền vui thú ở đâu đến nỗi khuya thế này mới chịu về. Đã vậy, phải đối được vế thách đối của điểm. Điểm mới chịu mở cổng, không đối được sẽ phạt chưa cho vào. Cứ nghĩ cái cảnh lần này Quỳnh mà thu cuộc suốt đêm ngồi trên cây cậy, xón đái, đổ kiếp. Phía đối của điểm như sau, thằng Quỳnh ngồi trên cây cậy, sái đỏ, hồng hồng. Ở đây có thêm ba loại cây, quỳnh, cậy, hồng, lại có ý sỏ. Quỳnh đành tịt mít, bị điểm cho ôm cây đến nửa đêm mới nhốt chó cho vào nhà. Thật là không cái rủi nào, giống cái rủi nào. Là một lần khác, tiết đông giá lạnh, mưa rầm rà xích, thì điểm đang ngồi trong nhà gói nem. Quỳnh lúc ấy, sách chai vừa đi mua rượu về, mưa gió thì vẫn bốn bề xì sụt, đường chân như mỡ, Quỳnh đầy người sũng nước như chuột lột, xính đầy bùn đất thì điểm bảo quỳnh lại gần thương tình bảo chàng mưa gió thế này có muốn nhắn rượu với nem thì ngồi xuống đây gói cột nào quỳnh ra ý làm cao vẻ ta đây bất cần lại ứng khẩu thành câu đối chả thích nem chỉ thích giò. nhưng câu nói của quỳnh có nhắc đến ba món chả nem giò. thì điểm ra bộ tình tứ thế đối được câu này thì cho ăn giò thử xem sợ gì trời mưa đất thịt trơn như vỡ, sò. Lần bước đến hàng nem, chả muốn ăn. Vế đối cực hiểm, đắt thịt lại mỡ, đã sò lại còn nem với chả, toàn các món ăn nhà sang, không biết nịnh đầm hay là kém phân thật, lần ấy Quỳnh lại chịu thua, đứa đừ đự, đự. Cái sẽ dụ bà chú liễu. Thu ấy Quỳnh còn là một anh học trò nhạc nghèo, tối ngày phải kiếm ăn để sống lần hồi. Bà chú Liễu có nhiều ruộng, người coi đền vẫn cho dân làng kế rẽ để hưởng lộc thánh. Được bà cho lộc, người đến xin kế rẽ rất đông. Một hôm, Quỳnh ra đền xin bà chúa cho mình cũng được nhận phần ruộng kế rẽ như mọi người. Quỳnh khẩn cầu đâu đấy xong, xin xeo khỏe âm dương để xem ý bà chúa thế nào. Xeo khỏe đầu, chúa thuận lấy ngọn, còn Quỳnh hưởng phần gốc. Quỳnh làm bầm ra điều trách móc. Bà chúa khôn thật, trồng lúa mà lấy ngọn thì quỳnh hưởng cốc xạ à. Thánh gì? Có thứ thánh ăn người. Quỳnh liền về nhà không sao mạ để trồng lúa nữa mà trồng giật khoai lang. Mùa ấy, như lời hẹn trong quẻ xeo, chú Liễu đành ăn lá với ngọn khoai lang, còn Quỳnh thì hưởng củ. Mùa tới, Quỳnh lại ra đền xin âm dương. Bà chú lần này rút kinh nghiệm, bận trước không lấy ngọn nữa mà phán truyền lấy cốc cho chắc thắng. Quỳnh liên tương kế tiểu kế, mùa ấy đem rộn trồng lúa, bao nhiêu ngọn lúa, Quỳnh thu hết về nhà, đập lấy thóc, còn đống cuống dạ, cao ngột ngột, thì mang vào sân đền, nộp trả bà chúa. Bị hai phen thua mưu của chàng Quỳnh, mùa này bà chú Liễu quyết chí ra tay, xem Quỳnh còn lẫm nổi mình không, thật là kẻ cấp bà già gặp nhau. Thấy Quỳnh xeo khỏe, bà chú liền cho ứng lời truyền, năm nay bà chú lấy cả ngọn cả cốc, còn cúc sữa cho quyền để trả công quyền ký sẽ ruộng bà. Nghe về ai cũng nghĩ là trận này Quỳnh đành bó tay, trồng khoai thì nộp củ, trồng lúa thì mất thóc, cọt nước non mẹ gì. Phen này, ắt Quỳnh trắng tay, về mà Quỳnh nhợt nhơ như không, cảm ơn bà chúa lia lịa rồi lững thứ ra về chuẩn bị vào mùa cấy trồng. Mùa thứ ba này đi làm sẽ ruộng bà chúa Liễu, Quỳnh trồng ngô, đến kỳ thu hái cúc giữa thuộc về Quỳnh, nên bao nhiêu bắp Quỳnh giữ lại. Còn gốc với ngọn đem đánh đống ở cửa đền, nộp cho bà chú Liễu như lời bà phán truyền khi Quỳnh xeo quẻ. Bà chú Liễu thu Quỳnh liền ba keo, lấy làm tức lắm nhưng chẳng có lý gì bắt bẻ, bèn thu dụng về không cho Quỳnh cấy rẽ nữa. Quỳnh cũng chả cần, sau ba vụ thắng to đã có cái vốn kha khá, Quỳnh còn thiết gì cái đời chồng thuê kế rẽ nữa, chỉ có bà chú Liễu là ngậm bổ hòn làm ngọt. Vay tiền chúa. Một hôm, Quỳnh vào đền, thấy trên bàn thờ bà chú Liễu có mâm tiền do khách thập phương cúng, liền nảy ý xin vay. Nhiều người có ý can, nhưng không được, đành mặc Quỳnh làm theo ý mình. Quỳnh thắp hương, rồi khấn làm nhầm. Em độ này túng lắm, chị lại có dư tiền để không, nó phí đi, xin chị cho em vay, em mà buôn bán kiếm ăn được sẽ chẳng dám quên ơn em xin âm dương nhé nếu cả hai đồng tiền cùng sắp cả thì em chỉ xin vay một phần tư mâm tiền nếu ngừa cả là ý chị cho em vay một phần ba còn chị mà thuận cho em vay một nửa thì xin chị nhất âm nhất xương một đồng sắp một đồng ngừa vâng một sắp một ngừa là khéo nhất chị ạ à. thế kiểu cách quỳnh bày đặt xa thế thì đằng nào quỳnh cũng vay được mà ý bà chúa thì không muốn cho vay vì biết là cho vay Quỳnh sẽ không bao sở trả, liền cứ làm cho hai đồng tiền quay tiếp thò lò trong lòng đĩa. Chẳng sấp mà cũng chẳng ngừa, nhìn chóng cả mặt. Nhiều người đã thương Quỳnh thu mưu đàn bà. Bất đồ Quỳnh vỗ tay reo, tiền múa chúa cười, thế là chị bằng lòng cho em vay cả. Chị tốt bụng quá, em biết lấy gì báo đền. Nói xong Quỳnh chút sạch tiền trên mâm cúng vào căn gói. Mắc mưu Quỳnh, bà chúa phen này khéo sạt nghiệp. Trả ơn bà chú Liễu, gặp khoa thi hương quỳnh ra ứng thí đường đi qua đền thờ bà chú liễu nhân tiện quỳnh vào đề nghỉ chân xin lộc và khấn chúa phù hộ cho đỗ thì xin trả lễ hậu khoa thì ấy quả nhiên quỳnh đỗ thật quỳnh nhớ lời hứa bèn mua hai mẹ con con bò để trả lễ bà chú liễu quỳnh khấn xin bà chúa nhận cho lễ mọn của em chúa là chị xin lễ con bò mẹ còn con bê em xin đem về thao dân làng nói rồi Quỳnh buộc con bò vào ngay chúa, đoạn lững thững sắt bê đi. bọn mẹ thấy mất con, lồng lên chạy theo, làm ngay chúa đổ lồng chồng, long gãy cả đầu rồng, cánh phượng. Quỳnh cười lớn, quay lại, đến trước bàn thờ phái xài, ha khả nói, Chị thương em nghèo, chả không lấy thì em xin đem về vậy. Trần đời chưa thấy ai rộng bụng như chị, ơn này xin để hai phai, lượng cả như chị, đời này hiếm thấy. Nói rồi Quỳnh liền dắt cả hai mẹ con con bò về, bụng đắc ý cười thầm, chỉ khổ cho đền thờ bà chú Liễu ngột ngang, tanh bành, khách thập phương súng nhau sang sửa mấy ngày chưa xong. Lễ chú Liễu ba bò Chú Liễu bị Quỳnh chơi một vũ đau, làm đổ gãy cả tay ngay, giận lắm, mà bắt đền Quỳnh thì Quỳnh không chịu, liền làm cho vợ con Quỳnh ốm thập tử nhất sinh. Quỳnh phải ra đền khấn chúa để xin giải hạn cho vợ con. Em có lỗi với chị, thì chị của em, chứ vợ con em có tội tình chi mà chịu cái cảnh cháy thành vạ lây. Chị tha cho vợ con em, em xin lễ chị ba bò, lần này em để ngoài sân chứ không dám buộc vào bàn thờ đâu, chị khỏi lo kỹ ngay, xin chị bớt giận làm này. Julio nghe quỷ nói lễ những ba bò thì đấy làm mừng lắm, chúa nhầm tính chỉ cần bán một bò là đủ sắm cổ ngay mới. Vậy là còn được lãi những hai bò. Quỳnh lại hứa để bỏ ngoài sân, chứ không buộc vào ngay, khỏi lo xảy ra tai vạ như lần trước. Thôi được, xin phúc cho nhà chạm một lần nữa. Khi vợ con khỏe ra, Quỳnh ra đền, không thấy mang theo bò bê gì cả. Chỉ đến trước bàn thờ, bà chúa thành tâm khấn rằng, chị đã phù hộ cho vợ con em khỏi, em xin lễ chị đủ ba bò ở ngoài sân. Như em đã khấn bữa trước, không dám thất hứa, mang tiếng nuốt lời sao hẹn. Nói rồi Quỳnh quay lưng, lừ đừ, trở ra, bỏ đủ ba phòng ngoài sân đền. Bỏ xong, Quỳnh phủi tay, đứng dậy, ngoài mặt vào đền, cười lớn. Thế là chị sướng quá nhá. Em lễ chị những ba bò sướng nhá, sướng nhá. Rồi lưỡng thững ra về, để lại đằng sau nỗi tức giận truyền đời của bà chú Liễu. Ông nọ, bà kia. Ở làng Quỳnh, có mấy người con cái các nhà bá hộ lý trường hương kiểm lúc nào cũng tấp tỉnh cái đường công xanh kệ cục nhiều lần nhờ quỳnh ghi sự cho vợ con bọn này cũng một ruột chạy trọt cho chồng để may ra cũng được lên mặt với lạc nước một hôm quỳnh ở kinh về sai người gọi họ lại lên mặt quan sạng bảo dịp may đã đến các ông có muốn làm ông nọ bà kia thì y là đây ta nói sao thì cứ thế cứ thế mà làm không được điều nọ kỹ ý kia, nghe chưa? Thế vậy, tên nào cũng như mở cờ trong bụng, nhờ Quỳnh giúp cho, đâu dám nghĩ tới chuyện, cưỡng lại ý trạng. Được, các anh về thu xếp khăn gói, rồi lại uống rượu với ta. Mai theo Quỳnh này, chạy kinh sớm, vật may sẽ đến. Anh nào anh ấy lật đật chạy về nhà, vinh vinh váo váo, ra chiều đắc chí lắm, phe này rồi khối thằng chết với chúng ông. Có anh về đến cổng, thấy vợ đang đứng ở sân, liền nói toáng lên, chẳng cần sự ý gì với hàng xóm láng giềng. Muốn sướng đời ông nọ bà kia thì tập làm bà lớn đi, dịp may kỳ năm có một đấy, bà nó ạ. À. Vợ hỏi, chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào, bao giờ thì làm được ông nọ bà kia mà khoe phán cả lên thế. Chuẩn bị khăn gói để mai ta trẻ kinh sớm đây. Nói xong, vội vàng đến nhà quyền, đánh chén, uống say bí tỉ, hũ bảy hũ ba, mỗi anh nằm lăn một xó, đến khuya quỳnh sai cửa nhà đem võng võng anh thầy về nhà anh kia võng anh kia về nhà anh nọ anh nào cũng được chùm chăn kín đầu cho khỏi bị xó dọc đường đến nhà gia nhân trạng quỳnh nói số hết với các bà vợ rằng ông nhà say rượu ngộ cảm phải xoa sổ bôi thuốc ngay đừng có đèn đóm chi kẻo không kịp mà nhớ chùm kín chăn cho khỏi gió các bà đang mơ màng sức điệp thấy vậy vùng cả dậy mắt nhắm mắt mở ôm sốc chầu ngay vào nhà không kịp châm đèn đốt đóm, rồi bôi vui, rồi xoa sầu, lại chùm kín chan lại để khỏi bị ngộ cảm, miệng làm bẩm, đúng là các bậm rượu khốn khổ. Nhờ phúc ấm tổ tiên có được làm ông nọ bà kia thì cũng lại tiệt mất tật mang thôi, hay khớm gì cơ chứ. Đến sáng, bà nào bà ấy lật chăn xa thì hóa không phải chồng mình. Các bà ngần người, còn các đức ông kia cũng quá thẹn, cúi gập mặt, cúi thẳng. Về nhà mình, Thế vợ mình cũng đang ngần người, đỏ mặt tía tai, ông nào ông ấy vội nói ngay. Tưởng ông nọ bà kia thế nào, thế ra là nó, nó thế này. Tại mình chứ còn dám oán trách ai, thôi thôi, xin cạch đến già, chẳng ông nọ bà kia thì đừng. Hám dành cho lắm vào, mà chuốc lấy cái nhục tiếng để đời. Ăn thuốc độc Bên Tây có chuyện nhà văn Rabelais, một lần đến hải cảng Marseille, khi công việc xong cần trở lại paris thì túi hết sạch tiền không mua nổi một chiếc vé tàu thủy nhà văn pháp nổi tiếng này liền nghĩ ra một mẹo ông lấy đường kính gói làm ba gói một để thuốc độc để giết hoàng đế gói thứ hai để thuốc độc để giết hoàng hậu còn gói thứ ba thuốc độc để giết công chúa ba gói thuốc độc này được ông đặt trên nắp vali tại khách sạn làm như sơ ý để quên trong khi xếp dọn hành lý lập tức có kẻ báo cho nhà chức trách địa phương biết hành vi rất đáng ngờ này của người khách trọ mà hắn tưởng là một tên tội phạm hình sự nguy hiểm. Thế là Văn Hào Rabelais bị bắt và giải tức tốc về Paris cùng với tang vật thu giữ tại hiện trường. Trước nhà chức trách của thủ đô Khoa Lệ, ông bị bộ tội âm mưu giết vua. Lúc ấy Rabelais mới tùm tìm cười, thú thật mẹo vặt của mình. Tôi làm thế để được bắt giữ, nhờ vậy mới về được đến đây ai mà tin được lời ông rabelais liền mở ba gói thuốc độc và ăn một lèo hết sạch lại tương truyền ở nước ta có lần trạng quỳnh cũng sử dụng thứ mẹo này để đi từ xứ thanh xa xôi về thăng long chuyện giống như rabelais đã làm chỉ khác là rabelais chế thuốc độc bằng đường kính còn ba gói thuốc độc của trạng quỳnh thì mang đặc hiệu cơm nguội rabelais thì bị nhà chức trách Marseille bắt còn Trạng Quỳnh thì bị một tên ấp trưởng phi báo cho quan quân về điệu đi. Prabale thì sắp bị kết tội âm mưu xích hoàng sa. Còn Trạng Quỳnh thì suýt mang án dùng độc dược mưu sát nhà chúa. Bà Chính Cung và Thái Tử. Prabale không có tiền mua vé tàu thủy thì được giải về Paris bằng phương tiện nhanh nhất. Còn Trạng Quỳnh thì từ một kẻ bộ hành nhãn túi sắp chết đói bỗng được đưa lên xe tứ mã để đưa cấp về Thăng Long gặp chúa thật là một sự trùng hợp, lý thú, đáng kỳ lại. Tiên sư thằng Bảo Thái Một hôm, Quỳnh sai người ra chợ đến các hàng thịt, bảo họ rằng, ngày mai, trạng đặt tiệc thết đãi các quan, cần rất nhiều thịt, nhờ mỗi hàng bán cho mấy cân, nhưng để cho kịp bữa khoản đãi các quan, hãy thái sẵn thịt, đỡ mất công người nhà phải làm, e chậm bữa. Các hàng thịt hí khừng mừng thầm, vừa sáng sớm, đã thái sẵn thịt để đấy, chờ người nhà chạm đến lấy, không ngờ đợi mãi, đợi mãi, mà vẫn không thấy ai tới lấy, họ bèn kéo nhau mang thịt đến nhà chạm, thì nhà vắng tanh, chả thấy cách khứa đâu cả, hỏi Quỳnh thì Quỳnh bảo, không biết, chắc đứa nào nó sò chạm, sò luôn cả mấy người hàng thịt đấy thôi, như thế thì bắt đền chạm đâu có được, nghĩ một lát, Quỳnh nói với mấy ông, mấy bà hàng thịt, Đứa nào nó muốn lỡm bà con đây, cứ xéo thằng Bảo Thái mà chửi cho hắn chừa cái thói xỏ lá ấy đi. Tiên sư thằng Bảo Thái, tiên sư thằng Bảo Thái, cứ thế mà chửi. Bọn hàng thịt nghe phải, cứ đứng giữa chợ chửi chùm, chửi lấp, tiếng chửi tục kia phan kinh động cả một vùng. Tiên sư thằng Bảo Thái, tiên sư thằng Bảo Thái, Bảo Thái là niên hiệu nhà vua, thành thử vua được nghe một bữa chửi no đến mấy đời mà không làm gì được. Sơi hai chứng, Hồi Quỳnh đã thi đỗ hương cống, có một lần con Quỳnh bị ốm nặng, thuốc thang chạy chữa khắp nơi, đều không thấy thuyên giảm. Người ta mách quỳnh nên ra cầu khấn thành hoàng làng, thì thế nào đứa bé cũng qua khỏi bệnh trọng. Có bệnh thì vái tứ phương, nên Quỳnh vốn chẳng tin sĩ thần thánh, nhưng cũng cứ ra khấn với thành hoàng, xin chữa cho con mình. Lại khứa rằng hễ con mình khỏi bệnh thì sẽ làm lễ tạ. Thật hậu, không dám vô ơn thành hoàng mà mang tội bất tín mấy ngày sau chẳng hiểu vì lý do gì con quỳnh tự xưng khỏi bệnh thật quỳnh bèn sai người nhà luộc hai quả trứng gà sau đó quỳnh đem hai quả trứng ra đình làng đặt lên bệ thờ thành hoàng chắp tay trịnh trọng rồi ứng khẩu đọc to một bài thơ khấn như sau để tạ cái ơn đức sâu nặng của thành hoàng chú là kẻ lớn trong làng ta là người sang trọng nước đôi bên chức tước hơn kém gì nhau con tớ ốm đau phải ra khấn vái phiên chợ thì trái không mua được gà nhà có con khe mới vừa nhảy ổ đầy mang ra mổ nghĩ cũng thương tình thôi chú có linh sơi hai trứng vậy chú thích kha gà thổ âm thanh hóa hết chú thích rồi quyền để lại trên hương âm hai quả trứng gà và đùng đỉnh ra về nét cười nhạo còn vằn lên ở khóe miệng trả lễ thành hoàng sau trận con ốm lần này lại đến lượt vợ quỳnh nằm liệt giường liệt chiếu người nhà bổ nhau đi xem hết xem toán về loan tin ầm lên là động thành hoàng phải liệu gia đình lễ tạ quỳnh nào có tin gì chuyện dị đoan nhảm nhí ấy nhưng thương vợ rơi vào cảnh gần đất xa trời nên cũng hạ mình ra cầu cứu thành hoàng khàn hảo hỗn chỉnh tề trong làn khương khói nghi ngút cửa đình Quỳnh khấn rằng vợ nhà tớ đau, lần này giúp nhau xin hai con gà đem ra hộ tạ. Thầy Hoàng nghe vậy, lấy làm mừng, lần trước hắn chỉ tạ hai quả trứng, lần này thì trứng hai con gà. Được lắm, thế là thầy Hoàng tưởng bờ, tha tội chết cho vợ Quỳnh ngay tắp lực. Vợ Quỳnh khỏi bệnh, người nhà nhắc Quỳnh làm lễ tạ, Quỳnh liền bắt hai con gà mới nở, đem ra cắt tiết làm thịt. Mọi thứ tim gan, ruột mề đều được xếp vào đĩa chu tất cùng thịt hai con gà xanh, ai nấy đều xứng sở có ý can ngăn. Quỳnh làm mặt giận, cách ỏm tỏi. Ta hứa lễ tạ hai con gà, chứ có khấn bú gà, mẹ gà đâu. Chỉ thành hoạ là đau, chưng hưởng vì thua mưu trạng. Sỏ gái chanh chua Có lần chàng Quỳnh đi thăm thú dân tình, đến vùng tuyên quang, nghe thấy bản dân thiên hạ nói, ra nói vào về một bậc nữ lưu con nhà trường xà, đẹp người nhưng xấu nết, nhất là cái tính chanh chua thì không ai chịu nổi. Muốn tận mắt diện kiến cô nàng, Quỳnh hỏi đường tìm tới gặp. Đúng lúc cô nàng đang ngồi coi thợ, gặt ngoài đồng. Tự xưng là một hàn sĩ, Quỳnh ngỏ lời xin nàng một ít lúa làm chút đương ăn độ nhật, theo đòi kinh sử. Cô ả vinh váo mặt mày sao vẻ ta đây, nhưng không cho Quỳnh lúa thì cũng không xong. Bèn sầu mò nói chống không là học trò hà đọc thơ nghe thử uyên liên háng giọng ứng cầu luôn một bài tuyên quang hoàng hóa cũng thì vua nắng cực cho nên phải mất mùa lại đứng đầu bờ xin sỏ chị chị nỡ lòng nào chị chẳng cho nghe xong chữ nắng cực cô ả à đã thẹn đỏ cả mặt lại còn xin sỏ chị cho úi giời ôi gặp phải tay chẳng vừa rồi cô ả à từ đấy hết tranh chua bà banh mất thiêng Quỳnh nghe nói ở nơi ấy có một pho tượng đá tạc hình người đàn bà chân chuồng, đặt sữa đường đi đối lại, tay thì trỏ vào cái ấy, được phu phang trọn vẹn. Ai qua đấy đều cảm thấy sượng sùng. Tương truyền, pho tượng đá này thiêng lắm, gọi là tượng bà banh. Khối người qua đây tội ý bất kính đều bị trừng trị. Vía giữ như khùng, xanh hãm bốn phương đều sợ. Quỳnh không tin là chuyện ấy có thật. Một hôm, tìm đến xem có như lời thiên hạ Huy, huyên truyền tục ngữ có câu chăm nghe không bằng một thấy chăm thấy không bằng một sờ hôm ấy quỳnh vừa nghe vừa thấy vừa sờ chẳng thấy bà banh sờ con thiên gia hàn vi hoàng phía trạng quỳnh hoặc chỉ là tin đồn thất thiệt sợ bóng sợ gió cái bà banh lấc láo này để cho bà banh thật sự bất thiên quỳnh treo hẳn lên phóng bút để ngay vào cái thân hình trắng thiếu của tượng bà một bài thơ nôm yểm cho hết cái thói động đành, đành hành, hiếp đáp thiên hạ. Khen ai đéo đá, tạc nên mày. Khéo đứng du mà đứng mãi đây. Trên cổ đếm đeo trăm chuỗi khạt. Dưới chân đứng chéo một đôi giày. Ấy đã phất cờ, chiêu gạo tiểu. Hay là bốc gạo, thử thanh thạch. Có ngứa gần đây nhiều cốc sứa, phu phang chi ở đám quân này. Chú thích chép đúng theo văn đàn bảo giám quyền một chữ chăm nghi là răm. Hết chú thích. Bài thơ đọc ở à, mấy chữ nói lái, đẽo đá, khéo đứng, đếm đeo, đứng chéo. Quỳnh vừa đề xong, Một hôi tượng đá toát ra như bị tắm hơi. Từ đấy bà banh mất thiên. Người qua kể lại khỏi bị cái bệnh hứng tình của pho tượng khỏa thân làm cho khốn khổ. Trên cầm điếc, dưới cũng cầm điếc. ở độ tuổi 15, lăm, quỳnh đã có tiếng là người thông thái hiểu rộng biết nhiều. thiên hạ có bảy bộ chữ, thì đến năm bộ đã nằm trong bộ quỳnh rồi. người ta đồn thế, nhưng quỳnh ngán chuyện cử nghiệp. mỗi lần ai sụp lều chóng đi thi, quỳnh đều gạt phát. bà con hàng xóm hối thúc lắm, quỳnh đành ứ hự cất lần. Bạn ấy nể lòng thầy học, nể ý dân làng, quỳnh đành ứng thí một phen cho phải phép. năm đó nhà chúa mừng sinh được con trai các quan trưởng bên này ý nịnh hót bàn nhau ra đầu đề thi nói về điểm lành của đất nước biết được ý ấy quỳnh nghiền ngẫm kỹ đề thi rồi phóng bút viết nhanh một bài văn trong đó có hai câu khái quát toàn bộ hiện trạng của đất nước ý từ bề ngoài như là ca tụng công đức của nhà chúa và sự an vui của dân san quan tắc cổ dân tắc cổ đái hàm quan nghiêu thuấn chi dân nghĩa là quan cũng theo phép xưa dân cũng theo phép xưa đội ơn quan dân được sống đời nghiêu thuấn và đối lại thượng ung tay hạ ung tay ỷ đầu lai đường ngu chi đức nghĩa là trên cũng vui vậy thay dưới cũng vui vậy thay dựa vào đám đầu lại có đức độ thời đường ngu hay quá mới nghe một lần chú chị đã vỗ đùi khen định chấm vào xài nhất quan trục khảo đứng bên cạnh liền tâu với nhà chúa khải chúa trong hai câu ấy thật nghe có ý không thuận Ông thật đa nghi, ý hắn ca tụng công đức nhà chúa, có dịp mà không thuận. Khải chúa, cứ theo nghĩa chữ hán, thì hai câu ấy hay thật, nhưng Quỳnh là loại thâm nho, hắn đâu có chịu thứ văn chương một nghĩa. Theo sự hiểu biết cạn hẹp của thần, hai câu ấy sướng theo nghĩa đồng âm trực tiếp, thì thần hãi lắm, không dám đọc lên để chúa thưởng lãm. Ta cho phép ông cứ nói, khải chúa, vậy thần xin nói, Hai cô ấy có ý phỉ bán táo tợn, đọc theo kiểu nôm, rõ ràng là câu chửi tục. Chửi tục ta cũng nghe, cứ nói. Vậy thần mạo muội xin thưa, quan tắc cổ, sân tắc cổ, nghĩa là trên cũng câm, dưới cũng câm. Dạ, tắc cổ, tức là câm, không dám nói đấy ạ. Thế nên, đái hàm quan nghiêu thuấn, chi dân, tức là đái vào hàm bọn quan, lại dám bảo rằng dân chúng đang được sống thời nghiêu thuấn. Láo, quỳnh láo thật, chưa hết đâu, khải chúa, câu sau còn hàm ý, bán bổ hơn nhiều. Dạ, hắn bảo, thượng ôm tay, hạ ôm tay, tức là hắn giết móc, đứa trên thối tay, đứa dưới cũng thối tay. Ôm tay, nghĩa là thối tay, tức là cả trên dưới đều lòi tay, là điếc đấy ạ. À. Điếc, nên mới không biết rằng, y đầu lai đường ngu chi sĩ, nghĩa là hắn bảo, y vào đầu, lũ nha lại dám bảo rằng kẻ sĩ đã mở mặt giữa đời đường ngưu Láo quá, láo quá, vậy nên thế nào? Khải chúa, hắn sức sược thế, nhưng chẳng thể bắt bẻ hắn được. Vì trên giấy trắng mực đen không thể luận tội, chỉ nên đánh hỏng. Với cái ý, thì thần là chủ khảo tất làm được, xin chúa yên lòng. Thế là Quỳnh vẫn đi thi theo ý mọi người, nhưng không có thèm đỗ, chọc cho nhà chúa một trận nên thân, còn mình thì lại bảo toàn được khí tiết thừa giấy vẽ voi. Trong một lần thi hội, Quỳnh vốn không có ý ứng thí, nhưng vì chúa chỉ muốn Quỳnh đỗ trạng nguyên, nên cứ nài ép mãi. Ông giả nguyên Quỳnh đành nhận lời đi thi. Lúc vào trường, Quỳnh làm bài rất nhanh, văn chương chữ nghĩa bề bề, cứ cái đà ấy, chân thủ khoa nhất định về tay Quỳnh. Nhưng Quỳnh đâu có thiết, vì vậy, sau khi làm xong bài, đáng lẽ nộp quyền, thì Quỳnh lại tí toáy sở bài ra xem lại thấy bài thi còn một đoạn giấy trắng, Quỳnh liền chấm bút vẽ voi, vẽ ngựa nhăn cuội, rồi để luôn mấy câu thơ ngẫu hứng. Văn chương phú lục đã xong rồi, thừa giấy làm chi chẳng vẽ voi, nhấn nhủ một lời cho chúng biết đứa nào cười tớ, nó ăn bòi. Quỳnh làm như vậy, cốt cho Phạm Trường Quy, nhà chúa và quan chủ khảo ắt phải đánh hỏng không cho đỗ. Lúc ấy, có mấy viên giám thị được phân công coi khu vực đó, sinh mò gấp nghé xem quỳnh làm bài quỳnh giả bộ không để ý cứ hứng bút để thơ khi thấy bài tứ tuyệt của quỳnh sức sược đến thế là cùng mấy viên giám thị học tộc đi trình báo cùng quan sơ quan phúc quan sơ khảo và quan phúc khảo dò so dẫm đến xem thử các ông cố ý dón bước nhẹ chân để không cho quỳnh kịp phi tang ai sẽ quỳnh biết nhưng tàng lời như không đã đến lúc quan trường súng đông súng đỏ Quỳnh mới để thêm hai câu nữa đầy ý xỉu cợt. Vịnh bức tranh voi vừa sáu mực, cũng là chửi đám quan trường. Voi mẹ, voi con, voi lúc nhúc, chú sơ, chú phúc, giúp mà coi. Cả bọn sượng sùng ra mặt, nhưng phải nháy nhau rút lẹ. Voi của Quỳnh là voi vẽ, nhưng vẫn cứ là voi. Tránh voi chẳng số mặt nào, các quan bụng bào xạ, chuồn thẳng. Quỳnh xếp lều chóng lại, ngửa mặt lên trời, cười thối không người được. Một lần, Quỳnh lại lều chóng đi thi, chẳng vì hám cái chân khoa bảng, chỉ ngạo đời cho thỏa chí bình sinh. Vào trường thi sau mấy hồi chống ra đề, Quỳnh đã nhấp nhộm, không yên, buộc ống quyền vào người, tha thần đi đi lại lại, còn xa bộ, nhưng nháo coi trốn trường thi, nhộn nhạo như chỗ không người. Quan trường vốn biết Quỳnh, nổi tiếng hay chữ, lại ngỡ Quỳnh, ngoay ngoáy một lúc, đã làm xong bài nên mới nhung nhăng vờn chí thế kia bên hỏi quỳnh giọng phịch nệnh nhu khòa. giỏi nhà ông giỏi thật đã làm xong bài rồi đấy cho tôi xem thử được không quỳnh tư tốn thưa mới xong mấy đoạn nhưng thối không người được ông xem làm gì cái thứ văn bài thối ấy cho điếc mũi quan trường lại nghĩ là quỳnh mặc áo thụng khiêm tốn nên càng xá lại gần tán tụng thêm nghe thật mùi mẫn thối văn ông cũng thơm bằng chán vạn văn người khác cứ cho xem thử, nhún mình mãi, làm như tôi không biết ông là ai vậy. Quỳnh càng được thể, làm sao Đã bảo thối là thối, các quan mà cứ đòi mở xem thì bịt mũi không kịp đấy. Lúc này, đã có mấy vị quan trường súng đến quanh người Quỳnh, kệ rằng người kéo cái ống quyền. Bất đắc sĩ, quỳ phải đưa, nhưng sao hẹn, tôi nói thật, nhưng các ông không chịu nghe. Có sao, đừng trách tôi đấy nhé. Ống quyền của Quỳnh giống như mọi cái ống quyền bằng tre hay gỗ đựng bài thi của các thí sinh khác. Nhưng Quỳnh đã có ý từ trước, hòa kích với nước đáy đổ vừa lưng ống rồi bắt châu chấu thả vào, sau đó bịt ống quyền lại cho thật chặt. Nhận ống quyền của Quỳnh, các quan hí khực moi xem, không xè nắp kín vừa bật ra, cả một đàn châu chấu bị nuốt lâu quá, bay vọt lên, đậu vào tai, vào tóc, vào mũi, vào mồm các quan trường, mang theo mùi khai, mùi thối không chịu nổi. Cả đám nháo nhác chạy không kịp, chẳng ai dám trách cứ gì Quỳnh, vì Quỳnh nói thật mà cứ nài ép, không nghe, thật đáng kiếp. Phơi sách Có lão chọc phú, một chữ bè đôi không biết lại làm ra vẻ học thức, thỉnh thoảng sang nhà Quỳnh hỏi mượn sách. Quỳnh chúa ghét lão này, nhiều lần từ chối không cho mượn, nhưng hắn cứ đánh bài bay ôm sách về, bày lên kệ để bịp thiên hạ. Một lần, trời đang nắng, Quỳnh cài chân trùng trục đọc sách trong nhà thì lại thấy hắn mò đến. Tức lộn ruột, phải cho hắn một mẹ bỏ ghét. Quỳnh cất sách đi, chạy ra ngoài, sơn nằm lên chõng tre, phưỡn bụng ra, phơi nắng. Lão chọc phú bước đến, Quỳnh cứ liêm sim mắt nằm im, không buồn động cửa. Hắn toàn bước vào nhà, nhưng không thấy Quỳnh ngồi dậy tiếp nên ngập ngừng đứng lại. Ông Trạng Thế cách đến nhà mà cô mời được một câu ư, ông nằm giữa nắng thế, cảm đấy. Cảm sao được, tôi đang phơi sách đấy. Phơi sách? Phải. Được ngày nắng đẹp, tôi đem phơi sách cho nó khỏi mốc. Tôi có thấy sách siết gì đâu. Sách đầy trong bụng tôi đây này. À à, lão chọc phú biết là bị đuổi kéo, giận ra mặt, quay ra, định tâm trả thù. Mấy hôm sau, cũng lại một ngày nắng đẹp, lão chọc phú cho người sang nhà Quỳnh, mời Quỳnh lại chơi. Quỳnh biết là lão này lại sờ quẻ gì đây, nhưng cứ sang, y như rằng vừa bước chân vào sân. Quỳnh đã thấy lão nằm xài trên chóng, phơi mảng bụng vệ, rốn to như cái chun chén đang phơi nắng. Hôm nay, ông lại khóng nắng cơ đấy. Lão chọc phú đã định tâm sỏ Quỳnh, để trả thù lần trước lão sang chơi Quỳnh, không mời vào nhà nên cứ nằm im, thùng thẳng, nói hệt như cô hôm nọ Quỳnh trả lời mình. Phải, được ngày nắng đẹp, tôi đem phơi sách cho nó khỏi mốc ông ạ. À. Quỳnh đột luôn. Vẽ, bụng ông làm gì có sách mà sợ mốc? Có sợ cây đống thức ăn không tiêu nó ở ra thì có. Tôi chưa nghe thấy tiếng chi hồ giã giả nào ê a à trong bụng ông. Chỉ toàn những tiếng ốc ách của thịt cá, ứ đầy đang tìm đường tháo cống. Ngợn quá, lão chọc phú sơ hai tay che cái bụng vệ, đứng dậy mời Quỳnh vào nhà. Quỳnh chẳng vừa, vội cao giọng Cứu. không dám ông để cho khi khác ông đang bận phơi sách kia mà trả nợ đọt ngang nhiều lần quỳnh đi đọt ngang qua sông thường chịu tiền anh lái nợ mãi chưa trả lâu quá hóa nhiều quỳnh lấy đâu tiền mà trả một lần cho sửa. bí thế một lần anh bị anh lái hỏi tiền đò quỳnh liền nghĩ ra một mẹo bảo anh lái cứ yên tâm chỉ vài hôm là xong nợ Nói rồi, Quỳnh vuốt lại khăn áo ra đi như không có chuyện gì xảy ra. Bình tĩnh tính toán mọi việc trong đầu. bẵng đi vài hôm. Giữa sông có một cồn cát bỗng sấm nọ thế nổi lên ở đó một cái nhà nho nhỏ dựng bằng che nứa lập lá cùi. Không biết ai đã làm nhà ở đó chỉ biết chiều hôm trước chưa thấy gì sáng sớm hôm sau đã thấy nó hiện ra từ tinh mơ. Thế là người ta tò mò bảo nhau ra xem lời đồn thổi khắp các đường thôn lối chợ. Muốn ra cồn cát, chỉ có đường sông, anh ấy đò chờ khách mệt nghỉ. Mới đầu có mấy người xa trước thăm đò. Lạ thật. Tịnh không thấy ai, hay là chủ chân đóng cửa nằm trong nhà. Ngoài cửa, một cái biển viết mấy chữ bằng phôi trắng treo ngay ngắn. Chạ đang lột. Cha đứa nào kể với đứa nào. Thế là họ về phao tin rằng trạng đang lột ngoài cồn cát. Lại dặn bảo nhau kỹ lưỡng, cha đứa nào kể với đứa nào. Ai cũng sợ bị chửi, nhưng chẳng ai xấu được miệng. Người ra xem ngày một đông, tò mò vốn là bản tính của phần lớn dân chúng. Nhiều khi, chả có chuyện gì cũng súng đông súng đỏ, đằng này lại là chuyện chạm lột, chứ phải bỡn. Hết lượt này đến lượt khác, đi đò ra xem. Mới đầu còn là người làng, người xã, sau đó cả tổng, cả huyện cũng khối người kéo đến. Chờ trực đò ngang, anh lái kiếm được vô khối là tiền, mải mê quên khuế cả chuyện đòi nợ chạm hôm nào. Bạn đi mấy ngày, người xem đã vãn vì người ta biết rõ là bị Quỳnh cho quả lừa. Anh lấy đò vãn việc, chợt nhớ món nợ của Quỳnh mới hỏi trạng cũng là vui miệng xem Chẳng có phải loại người lời hứa gió bay không thôi. Ai đợi nhà anh, có anh nợ ta thì có, nhờ mẹo của ta, anh kiếm được bao nhiêu là tiền, ta không đòi chia là tốt rồi, ta cứ để cả tiền ấy cho anh, trừ vào tiền đò đi trụ sau này. Anh ấy đò biết ý, cười sung sướng cảm ơn Quỳnh, dối xít. Từ đấy không bao giờ dám mở miệng nhắc nợ trạng nữa. Ngọc Người Vua giữa thời Lê Mạt chỉ là kẻ hữu danh vô thực, quyền bính nắm cả trong tay chú thị. Hắn tham giàu, tham sang, lại ngu xuẩn, vơ vét công khố và tiền bạc của dân, ních đầy kho chúa. Vốn là kẻ hợm hĩnh, không biết cái tốt thì bày ra, cái số thì che đậy, hắn còn có ý khoe của. Một lần, nhân buổi dạ tiệc, chú Trịnh đem Ngọc Quý ra khoe, phù trường thanh thế và sự giàu sang của nhà chúa. Ngọc được đưa ra, các quan dự tiệc, phần lớn là bọn nịnh thần. Nhân đấy, tha hồ tán tụng, thôi thì đủ thứ giọng điệu, người người nhà Ngọc Phun Châu. Có kẻ nói từng Ngọc của chúa quý hơn cả Ngọc Rắn, ai mà mang bên mình, thì người ấy có thể nghe hiểu được tiếng chim kêu vượn hót tiếng sâu kiến bọ mọt không loài nào còn giấu nổi nữa là tiếng bọn thứ dân một giọng nịnh hót khác chưa chịu lời tân bốc ấy là vừa còn đưa nhà chúa lên tít tận mây xanh ngọc của chúa quý hơn ngọc rết giữa ngọc ấy trong người thường đào đâm chém không nề hòn tên mũi đạn không bén thịt ra tha hồ xông phá trận mạc tả sung hữu đột như ở chỗ không người có ngọc ấy trong tay thiên hạ thái bình là chuyện dễ hiểu lại có kẻ tỏ ra mình cao hơn mấy ông kia một đầu tán phép mông lung ngọc của chúa quý hơn ngọc ba tiêu lấy ở trong cây chuối phải ba nghìn năm mới có một lần mang ngọc này vào người chúa có thể phiêu diêu thoát tục nhận rõ yêu ma đến được cảnh bồng lai tiên giới một lô một lốc những kẻ định thần khác tán tục đủ điều nào là ngọc ấy kỵ trần kỵ hòa, kỵ thủy tức là nước lửa xem kinh quỷ thần còn phải sợ nữa là người trần mắt thịt. Suốt từ đầu tiệc, Quỳnh chỉ ngồi ăn và nghe, không nói gì. Đến lúc được hỏi mới thong thả tâu bày ý nghĩ của mình. Khai chúa, cứ theo ý thần, thì trong vũ trụ không thứ gì quý bằng con người. Ngọc sắn, ngọc xếp, ngọc ba tiêu có quý thật, nhưng ví sao được với ngọc người? Chú hỏi, thế ngọc người nằm ở đâu? Bẩm, ngọc người thường nằm trong ốc người, nhưng chỉ kẻ nào thật ngu ngốc mới có ngọc ấy. Tại sao kẻ ngu ngốc mới có ngọc ấy? Bầm, kẻ ngu ngốc mới có ngọc vì bao nhiêu tinh khôn, tài trí không phát tiết được nên đúc thành ngọc trong óc họ. Còn như thần, như khanh thì ngọc người nằm ở đâu? Như thần thì không có ngọc vì bao nhiêu tinh hoa phát tiết ra ngoài hết cả rồi. Còn gì mà khuôn đúc thành ngọc người cho được? Vậy bây giờ làm thế nào để kiếm được ngọc người? Ta muốn có ngọc người, chẳng giúp ta được chứ? Khải chúa thần thấy quanh người chúa thượng bừng sáng hào quang quần thần nghe trạng nói chưa rõ mua tê gì cũng vô tình hùa theo tán khéo bầm hào quang sực sáng quanh người chúa thượng chú trịnh sướng quá càng nghi ngáo tự đắc đâu biết quỳnh đang xỏ mình lại còn dục quỳnh nói tiếp khai chúa sở sĩ quanh người chúa thượng rực rỡ hào quang là vì viên ngọc người ấy từ óc chúa thượng phát ra chú muốn lấy ngọc người thì chỉ nhờ qua ngự y tìm cách mổ óc là có liền chúa phải cắn răng lại nắm chặt hai bàn tay để khỏi thét lên vì căm tức Hóa ra nó bảo ta ngu nên óc mới có ngọc thẳng láo bọn ninh thần chơi cái mặt mò, không che nổi cơn thẹn thùng giúp nhà chúa quả đào trường thọ một hôm trong cung có người đem tiến vua một mâm đào gọi là đào trường thọ. Lúc ấy, Quỳnh đang có mặt, mới thùng thình lại gần, lấy một quả, ăn trước đông đủ mặt vua và phân võ bá quan, vua của trách Quỳnh và truyền các quan nghị tội. Các quan chiều theo luật, mạng quân, tu phải chém. Mấy ông quan thị mừng xa mặt, thế là phen này chẳng hết sở trò bạo thiên nghịch địa. Quỳnh chẳng hề sợ hãi, quỳ xuống tâu rằng, đình thần nghị tội hạ thần như vậy thật là đúng luật, không oan chỉ xin hoàng thượng cho hạ thần được nói vài lời rồi chết cũng thỏa lòng thỏa dạ. Số trời định sao, chả ai cứng nổi, chỉ xin có một chút tâm thành sự tợ tỏ bày cùng bệ hạ. Vô chuyện, ừ, muốn gì thì nó đi. Rồi ta sẽ chuẩn tấu cho y án thi hành. Nghĩa từ là nghĩa tận, ta cho phép nhà cươi nói lời cuối cùng. Muôn tội bệ hạ, hạ thần có bụng tham sống sợ chết, nhất là lại sợ chết non thấy gọi là đào trường thọ, thèm quá, thần tượng ăn vào được sống lâu như bành tổ, đều được tận trung thờ vua. Ai ngờ nút quả trường thọ chưa khỏi mồm, cái chết đã đến cổ. Hạ thần trộm nghĩ, nên đặt quả ấy là quả đoàn thọ, thì phải hơn, và xin vua chỉ tội đứa nào xưng đào để trừ kẻ su nịnh, số trá, gạt dưới, lừa trên. Có vậy, thần mới yên lòng nhắm mắt, không lo thiên hạ đổ kênh, vì bọn phản chắc dối vua lừa dân. Vua nghe tàu bật phi cười và tha tội cho chàng, tuy lòng vô cùng căm thức. Đá bèo Một bà chúa có nhan sắc hơn người, nhưng phải cái tính kiêu kỳ, đồng đành, đi chơi phố hễ gặp ai, trái mắt là hô lính, đánh đập, vô tội vạ. Bà còn mắc bệnh hay tò mò, mỗi khi gặp chuyện gì lạ là hỏi rõ ngọn ngành cho bằng được mới chịu thôi một hôm bọn lính tráng kiệu bà chúa đi chơi qua chỗ quỳnh ở trưa hè trời nắng trang trang trạng quỳnh cố ý ra đón đường để chạm mặt bà chúa nanh nọc lại có tính tò mò ấy bằng được quỳnh lội xuống cầu ao té nước đá chơi mấy đám bèo cứ quần vào chân trạng làm cho trạng bỗng nảy ra một ý hay hay kiệu bà chúa đi qua trạng vẫn cứ hai chân đá bèo như thế mắt thì nghếch lên nhìn bà chúa như ý chọc tức Bà chúa sợ lắm, nhưng không thể vô cớ chắc cứ, mà động vào trạng đâu phải dễ, không khéo sẽ bị hố to. Thế trạng cứ vầy vò nghịch nước, nghịch bèo, bà chúa sinh dạ tò mò, muốn biết nguyên cớ cái trò nghịch ngợm con tiểu ấy. Bà liền giáo đầu một câu bằng cua. Ông trạng làm gì như là nhớ ai ra đứng bờ ao thế kia? Trạng vợ không nghe thấy, cứ lần mình đá bèo, là cho bà chúa không kìm được cơn tò mò lại hỏi tiếp. Ông sỗi rãi lắm nhỉ, chưa nắng chày chày, xe ao ngâm chân cho mát chắc. Vâng, chào bà chúa, tôi chẳng có việc gì thì xa đứng bờ ao, chưa thấy con nhện nào trăng tơ thì bà đã đi qua, thật như mệnh trời xui kiến. Thế chân ông làm gì mà cứ khoáng nước bộn cả ao bèo? Vâng, nắng cực quá, chạm đá bèo chơi cho đỡ cơn. Bà chúa võ vẽ đôi chút nghệ thuật, nói lái của dân gian, bỗng thẹn đỏ mặt, không còn dám tỏ mò căn vạn gì nữa, dục thị thị, lính tráng, đi trột nhanh, cho khuất tiếng cười của chàng còn văng vẳng sau lưng. Phật say Xưa có làng Thụy Trương, một làng nổi tiếng về nghề nấu rượu ở ven hồ Tây. Rượu ở đây thơm ngon đặc biệt, người khắp vùng rất chuộng, thường đến buôn chuyến hoặc mua lẻ ở bé trước làng thụy trương có một ngôi chùa nhỏ tượng phật khá nhiều cảnh rất nên thơ vẻ thiền không bận mùi tục nhưng đến đời lê trung hưng chẳng hiểu vì lý do gì chùa chiên ít được chăm nom nên hoang tàn đổ nát chỉ còn chơ lại một pho tượng phật tay chống gậy thân hình lở lói siêu vẹo cả khối tượng phật nghiêng ngả như một ông lão say giữa cảnh hoang phế u tịch một hôm chàng quỳnh nhân qua đấy kéo vào làng mua rượu thấy pho tượng Phật như vậy bèn tức cảnh sinh tình này mấy vần thơ đùa vịnh Phật nguyên văn như sau ông đứng chi mà đứng mãi đây nghẹo nghiêng như tình lại như say vãi nào đã chuốc cho ông rượu còn nập nào không cho tớ vay Tư truyền từ đó dân làng và khách thập phương đều gọi tượng ấy là tượng Phật say phật mà còn say thì rượu thụy trương chắc phải ngon lắm. Cũng là một cách quảng cáo cho nghề nhú rượu truyền thống của làng và Trạng Quỳnh thật đáng mặt nhận thù lao hậu khỉnh. Dấu, Dấu đầu hở đuôi Một hôm, cặp ngày nắng nực, Quỳnh ra thắm ở đoạn hào quanh Hoàng Thành. Nhân lúc vắng người, Quỳnh cởi bò hết quần áo, cứ nồng nỗng tắm chuồng cho nó thoải mái. Bất đồ, quan quân đi đến, chống chiêng in ỏi, lính trắng tiền hô hậu ủng, hò hét, dẹp đường. Biết là có vua ngự qua, chạm vội nhạo lên bờ hào, cứ tàu ngầu như thế, lật đật chạy đến đám cây bên đường, xúc vào bụi. Nhưng cái môn trần như nhộng, thì làm sao trạng giấu đi cho được, đành cứ chìa ra ngoài, miệng trạng còn kêu toán lên như có đám ăn vạ. Nhà vua thế vậy, bèn gọi trạng lại gần hỏi, trả lại vẫn cứ tộc ngầu như thế mà đến gần bầm tấu muôn tàu bệ hạ hạ thần nghe bệ hạ ngự giá qua chạy núp không kịp đành cho nó xúc vào bụi nhưng xấu đầu thì hở đuôi nên mới có sự bất kính này xin bệ hạ xá cho tội phạm thượng thằng ngoài thằng trong có một lần vì chơi sỏ chúa quỳnh bị chúa phạt bắt trói phơi sữa nắng phải tìm cách thoát cho được cái cực hình khủng khiếp này Quỳnh bèn sắp tính đầu đấy, rồi ngửa mặt lên trời mà cười. Mới đầu, cột cười tùm, về sau bỗng cười xé lên. Lúc ấy, chúa đang ngồi trong cung, thấy sự lạ, liền sẽ ý tò mò hỏi Quỳnh cười gì mà cười gớm thế. Quỳnh bím nhịn một lúc, rồi thưa. Khải chúa, thần nghĩ đến một chuyện buồn cười lắm ạ. À. Chúa càng tò mò. Vậy thì chuyện gì hay sợ thế nào, cứ nói ta nghe dạ nói ra lại mang vạ vào thân thần chả dám thưa chuyện cùng chúa Mau chúa đừng hỏi nữa thần lấy làm ngượng lắm chúa một mực đòi trạng phải nói trạng đành nói vậy thì xin chúa cởi trói cho thần mới nói được chúa y lời sợi dây trói cuối cùng rơi tuột xuống sân Chạm mới khép nét thưa cười khải chúa thần cứ nghĩ đến người đàn bà chừa mà không nhịn được cười nói xong Quỳnh lại nắc nẻ cười, làm cho nhà chú hớt không kìm được cơn sốt ruột, phải nói cắt ngang. Ừ, thì người đàn bà chữa, có gì mà cười? Quỳnh càng dấn xứ, người đàn bà chữa, ngủ với chồng. Chàng ngủ với chồng thì ngủ với ai? Chúa, đừng bắt tội, thì thần mới dám nói? Chàng cứ nói, ta cho phép. Dạ, người đàn bà chừa, ngủ với chồng thì lạ lắm ạ. Chúa bực bội vì cái trò ấm ở của chàng lắm rồi nhưng vẫn phải nén giận bảo trạng. Thôi, có gì chàng cứ nói, dẫu sao đi nữa ta cũng không bắt tội chàng đâu. Khai chúa, người đàn bà chưa ngủ với chồng thì nói khí vô phép, chẳng khác gì thằng ngoài đẹp mẹ thằng trong, còn thằng trong thì bú đẹp mẹ thằng ngoài. Thần cư càng nghĩ càng bật cười. Nhà chúa tím mặt, suýt nữa không kìm được thì đã nổi trận lui đình, bị chửi, thằng vào mặt, chúa đành im như thóc Nhìn Quỳnh cười mà bụng đau như thắt. Gẹo cô hạt nước Trong sách của ông Lãng Nhân có chép, một lần Trạng Quỳnh đã dùng thổ âm nặng nhẹ mà kẹo cô hàng nước xứ nghệ. Bán hàng nay cô đã mấy tuổi, nước cô còn nóng hay đã nguội, lùng lằng trên đeo răm nắm nem, lơ thơ dưới móc một buồng chuối. Bánh rán bánh dày đều xoa mỡ, khoai ngứa, khoai lang cũng chấm muối. Ăn uống xong rồi tiền chừa đủ, biết nhau cho chịu một vài buổi. Bài thơ này chỉ cốt chiêu cô hạt nước người nghệ bằng cách đọc giọng nghệ hai câu cuối cùng nhấn ở hai chữ cuối câu chừa đủ và vài buổi. Chúa ngủ ngày Quá trưa một ngày hè, gió nam hay hề, Trang quỳnh tàn bộ, dạo chơi qua phủ chúa. Hồn thơ lưng lưng, tứ thơ chợt đến. Quỳnh định tìm tới hồ chúa để thủ tạc thơ văn. Nhưng quái lạ, phòng không cửa đóng, hỏi sao mới biết chúa sang bên sinh bà chính cung. Đang cơn hứng thơ, Quỳnh chân bước sò theo đường chúa, đến nơi cửa trong cửa ngoài vẫn im im đóng. Xăm xăm chân bước, Quỳnh bị cụt hứng trước cảnh đó, lại gặp cái nháy mắt xanh mãnh của tên lính hầu đứng lại gần đấy như ra hiệu điều gì. quỳnh lại gần, hắn ké sát miệng thì thầm. Chú còn ngủ với bà chính cung, ông chớ quấy giày mà mất cái đội mũ như bẩn Thì thôi, tao về vậy, quá ngọ rồi con gì, đúng là gà chống chúa, chỉ khổ lũ mái tơ. Nhưng Quỳnh không về mà quay lại xin chúa trịnh. Tiện bút nghiêng, để sẵn ngoài hành lang, viết lên từ mấy chữ nho rồi mới về nhà. Lúc chúa ngủ dậy ra công đường, thấy chữ đề chưa sáu mực, hỏi ra mới biết là chữ Quỳnh, bèn gọi các quan tài hiếu đến bình luận. Cả bọn súng xít lại bên chúa, chuẩn bị những lời hay, ý đẹp để tán định. Chúa phán bảo, chữ này là chữ ngọa sơn, ai cũng biết. Nhưng chữ trạng thường có nhiều ý, vậy lần này trạng muốn nói gì, ai biết cứ nói. Có kẻ bảo chắc đầu đề một bài thơ chữ tình Ngọa sơn là nằm núi hẳn ý tứ hay lắm người khác lại bảo trang quỳnh đâu có thật thà chứ thế phải có nghĩa bóng gió gì đấy chi bằng mời quỳnh đến cùng triều thần làm luôn một cuộc bình văn cho xôn giả ý sau được chúa tán thưởng thế là quỳnh được triệu vào sau một hồi lục vấn luận bàn thi phú quỳnh nói thật không úp mở khai chúa chữ Ngọa sơn phải giải theo lối liên hoàn mới thấy hết cái ngay của nó. Quyền tôi xin được hầu chúa, ngọa là nằm, nằm tất ngủ, mà ngủ thì phải ngáy. Vậy ngọa là ngáy, sơn là núi, núi nào mà chẳng có đèo. Vậy sơn là đèo. Chấp ý nghĩa cuối cùng của từng chữ lại, ta có ngọa sơn là ngáy đèo. Còn ngáy đèo, theo cách nói, lái thì là. Nhưng mà thôi, tục lắm, thần trà sám nói ra từ nhà chúa đến tên lính hầu đều nghĩa sang hay, ngấy đèo là cái gì rồi, nên chả ai hỏi nữa. Kẻ thì cười phá, người thì cười thầm, cười nghiện. Chuyện cho qua. Sách quý Có một hoạn quan nổi tiếng nịnh thần, xăm xắn, không việc nội cung, mắt giòm giỏ, xò, khắp nơi, hãy thấy gì là ton hót nhà chúa. Hắn xét nét, xem phát đủ điều để tân công ai cũng ghét hắn, nhưng chú Trịnh thì rất yêu vì coi hắn là mẫu mực trung thần nghĩa sĩ. Quỳnh biết thế, chờ dịp ra tay, cho hắn một mẻ che mo không kịp lấp mặt. Hắn lại làm sao vẻ thích sao su hay qua lại nhà Quỳnh. Đích thực chỉ là trò cổ trệ săn mồi bắt bóng. Quỳnh chờ dịp thì dịp ấy đã đến. Một hôm, ông quan hoạn ba bị hẹn đến thăm nhà Quỳnh, không nói rõ lý do và sờ sớt hắn tự đến nộp mạng, được lắm, xin mời. Quỳ nghĩ bụng, rồi chuẩn bị ngay cuộc đón tiếp cho xứng đáng. Ông này mỗi lần đến nhà Quỳnh, biết Quỳnh giỏi chữ nghĩa, nên gặp sách gì cũng dở xem, tỏ ra mình cũng là người thông thái, hiểu biết rộng, thi thư, lễ nhạc. Thỉnh thoảng lại chêm vài câu thi phú, chỉ toàn những loại trên bọc, trong dâu. Thế thì có sách quý cho ông đấy. Quỳnh lấy một tập giấy trắng, đóng lại thành quyển sách rất đẹp, bìa quyết cậy bóng trơn. Thoáng nhìn đã ưa mắt. Cả quyển sách để trắng, chỉ có một trang quyền viết gì, vẽ gì, không ai biết, chỉ thấy loang hoàng, Loang hoàng. Thoáng thấy bóng quan thị lấp ló ngoài cổng, quyền giả vờ đặt quyển sách trên án thư, tay thấm nước bọt Tì mẩn, giờ từng tờ như đang tra cứu điều gì nghiêm túc lắm. Viên quan thị gión rén vào nhà, bước từng bước nhẹ nhàng, Quỳnh cứ mặc cho hắn đến gần, rồi bỗng nhiên như nhận ra có người lạ, cấp vội sách nhét vào trong áo xấu biến đi. Quan thị thấy vậy, chắc mầm, phe này vớ được sách quý sân chúa, sách không quý, sao Quỳnh phải cất vội? Thế là ông ta đòi xem, lúc đầu còn ngọt nhạt, nhưng rồi ngọt nhạt mãi không được, ông ta nạt Quỳnh. Đã là sách quý thì chúa phải được xem, ông đừng có cưỡng lại, mang tội trái ý chúa. Tôi đâu có liềm gì trái ý chúa, Chẳng qua đây là loại sách nhảm. Tôi đọc chơi, còn chúa nào lại đọc thứ sách này? Ông cứ nói cho nặng lời. Viên quan thì càng nghi, nhảm là nhảm thế nào? Nhưng rồi năn nỉ mãi, cuối câu chịu, ông ta đành tiêu kiểu quay về cung tâu chúa. Chúa Trịnh cho đòi Quỳnh sang hỏi. Quỳnh biết ngay, lại chỉ có chuyện quyển sách. Nên cho sách vào cháp khóa lại, mà theo cười để sang hộ chúa. Y như rằng, chúa chắc Quỳnh có sách quý mà không cho chúa cùng xem. Quỳnh đặt chép ngay gắn dưới chân, chấp tay thừa. Khải chúa, nào có sách quý sách lạ gì đâu, chắc viên thị thần tô man với chúa đó thôi. Quỳnh lại làm như mình có ý gian, cứ chối quanh chối quần, chúa càng tin càng tra khảo giữ. Quỳnh đầy nộp chép để viên thị thần kia mở quá dưng sách chúa xem. Nếu là sách can phạm thì chịu theo luật nước trị tội. Xem sách, chú chỉ thấy toàn giấy trắng là giấy trắng, mãi sau mới có một trang, chữ viết loằng hoàng, chẳng ra nôm, chẳng ra án. Chúa không đọc nổi, mới hỏi Quỳnh. Thôi ta chịu, nhà cươi đọc ta coi. Quỳnh cầm sách, chưa chịu đọc. Vì thật ra trên trang giấy trắng, Quỳnh chỉ nguyệt hoạt, loằng hoàng, chứ có phải chữ nghĩa gì đâu. Nhưng chuyện ấy khỏi lo, chữ nghĩa đã sẵn trong đầu Quỳnh rồi. Đợi chúa thúc năm lần bảy lượt, Quỳnh mới đỏ mặt nói khải chúa bậy lắm ạ à. sách nhàm mà đem đọc ra chỉ bẩn tai chúa cứ đọc vậy thần xin đọc chữ nghĩa từ trong đầu chặng tuôn ra chúa vị thị thần viết vi cốt tứ địch vi cốt tứ địch thị thần quy nhi tấu viết thần phùng chỉ phát thần phùng chỉ phát nghĩa là gì khải chúa câu này thần không dám dịch trước mặt chúa xin ra ngoài tô riêng với viên quan thị rồi ông ta sẽ tô chúa, nghe sao ạ? À. Thôi được, vậy trong hai khanh lui. Viên hoạn quan kéo quỳnh sang một góc vườn, như ý, sàn hòa. Có thế mà ông cũng phải xấu xấu xím xím. Tôi không muốn ông bị bẽ mặt, chả nhẽ tôi lại dịch đúng ý câu ấy ra trước mặt chúa. Bây giờ chỉ có tôi với ông, tôi nói để ông thấy nhé, đúng là sách nhà ma. Tôi đang nghe ông đây. Câu ấy có gì là khó, ông cứ lần theo nghĩa chữ hán sẽ hiểu câu ấy đại khái như thế này chúa hỏi thị thần rằng làm xương cho sáo làm xương cho sáo thị thần quỳ mà tôi rằng tôi may ngón tóc tôi may ngón tóc thật là sát từng chữ đấy ông ạ à. thế thì có gì mà ông không dám dịch ngay trước mặt chúa lại phải kéo tôi ra ngoài này thầm thì to nhỏ ông ơi không thầm thì to nhỏ mà loang oang được sao này nhé cái nghĩa ẩn của nó là thế này ông biết nói lái trước Chúa hỏi thị thần rằng: Làm xương cho sáo, làm xương cho sáo tức là làm sao cho sướng, làm sao cho sướng. Thị thần quy mà tôi rằng: Tôi may ngón tóc, tôi may ngón tóc tức là tôi móc ngón tay, tôi móc ngón tay. Thôi, nói đâu bỏ đấy. Chào ông, tôi về. Viên quan thị thần cắm mặt xuống đất, đau như bị quạt lần thứ hai. Ăn trộm mèo vua nhà vua có một con mèo quý lắm, xích vàng đeo cổ, thức ăn thì toàn cao lương mỹ vị. Ngày cũng như đêm, mèo ta ở liền bên long sàng, được vua vút ve ấp ủ. Của vua thì cái tỉnh tỉnh tinh gì mà chả quý. Mèo vua sướng ngang đại thần, kề si dân tình đói khổ nhích nhát. Quỳ ngứa mắt, liền đánh cắp mèo đem về nhốt kín một nơi, tháo phát xích vàng, thay dây buộc. Mấy ngày sau đến bữa, quỳnh đặt trước miệng mèo hai đĩa thức ăn một đĩa toàn cá thịt trộn cơm trắng mùi thơm bốc lên ngào ngạt một đĩa chỉ có cơm nguội trộn với xương cá lá rau nhạt thách bụng bị để đói mấy ngày mèo sung vào ăn nhưng hễ sung đến đĩa thức ăn ngon thì quỳnh lấy roi quất lâu lâu thành lệ cứ đến bữa mèo ta biết phận lùi lũi đến đĩa cơm trộn xương cá lá rau mà ăn không dám bén mảng đến đĩa thức ăn ngon nữa luyện xong thuần thục Quỳnh thả cho mèo ra vào tự do, không cần giữ gìn dấu diếm chi cả. Mèo quấn chủ suốt ngày quanh quẩn bên Quỳnh. Lại nói nhà vua, thấy mất mèo quý, vừa giận vừa tiếc, sai lính truy tìm khắp kinh thành mà chưa thấy. Một hôm, nghe đồn Quỳnh có con mèo đẹp, giống hệt con mèo nhà vua bị mất. liền chuyên gọi Quỳnh đem mèo vào chầu để tận mắt trông thấy. Xem lời đồn hư thực thế nào. Quỳnh thế cưỡng không được, phải nghe lệnh truyền, bị vua lục vấn hồi lâu quỳnh một hai chuối đây đẩy mèo này không phải mèo vua mà là của mình nhưng vua nào có tin cuối cùng quỳnh phải tố trình xài xòng cho vua tường tận mọi lẽ bẩm tấu mèo trong thiên hạ thiếu gì con giống nhau khác chăng chỉ là ở cái nét mèo vua thì quen ăn sang sơi toàn của con vật lạ còn mèo nhà dân chỉ sống nhờ chút cơm thừa quấy quá nếu vua không tin xin cho thử nếu nó ăn thức ăn sang thì đúng là mèo vua, nếu nó chỉ ăn đồ hèn thì là mèo của thần. Kẻ hạ thần thiết nghĩ chỉ có cách ấy mới làm sáng tỏ được ngay gian. Tội oan khuất của hạ thần mới giải được. Nhà vua bằng lòng thử, cho bày hai đĩa thức ăn sang hèn cách bực. Mèo ta quen lệ đi đến đĩa cơm hèn, ăn một cách ngon lành. Quỳnh vỗ tay cười lớn, ấy, mèo của dân hèn thì thế đấy. Nói xong, Quỳnh ngang nhiên ôm mèo về. Vua biết là Quỳnh lừa, vẫn phải im lặng, không nói. Chọi gà Trong phủ chúa có lũ quan thị, không biết thẹn thùng vì cái thân bị thiến, còn ra vẻ hống hách lên mặt hào hoa phong nhã, lại có tính thích chơi chọi gà. Chúng nghe đồn trạng Quỳnh có con gà chọi, hay lắm, thắng được gà của sứ tàu, bèn ôm gà đến thách đấu chẳng ghét mặt lũ quan hoạn, chối là không có gà, bọn chúng nhất định không nghe, cứ nài ép bằng được, tức quá chẳng nhận lời, hẹn sáng mai đem gà đến tỉ thí, một phen cho chúng biết thế nào là lễ độ, không cho lũ hoạn quan một trận, chúng còn vây vo. Bên nhà hàng xóm có con gà trống thiến, chàng quyền nói khó mượn về, hẹn sẽ trả lại, nếu chẳng may có sao cũng đừng lo, sẽ đền bù xứng đáng. Sáng hôm sau, vừa mới bạch mắt, bọn quan hoạn đã y hẹn mang gà tới trạng thả gà thiến ra đấu mới chưa được một hiệp gà trọi của các quan thị đã cắm ngay một cựa sắc vào siêu chú gà trống thiến của trạng con gà thiến lăn quay ra chết đứng đựng bọn quan hoạn vỗ tay lọng ngọng xeo hò đắc thắng thế mà người ta cứ đồn là gà trạng chọn được gà sứ tàu giờ mới biết thực bất như truyền thiên hạ rõ khéo đặt bày, trạng lầm lầm không cãi lại chỉ chậm rãi xin thưa mấy lời cho phải phép cũng là để giải bày tâm sự của kẻ thua trận. Vâng, các cài nói chí phải trước kia gà tôi chọi quả là có hay thật. Gà của xứ tàu từng bị bạt phía kinh hồn nhưng từ khi tôi thiến nó đi thì nó đâm đổ đốn xa thế này đấy. Các quan còn lạ gì, giống gà thiến bất lực. Nói đoạn chàng ôm gà mà nức nở than trong nước mắt khốn nạn thân mày gà ơi là gà, nếu mày biết cái phận mày là đồ không sái mà chịu trước đi, đừng đua đòi nầy nọ thì đâu đến nỗi thảm nhục thế này, lại còn ngứa nghề đánh đấm cho khổ thân, thôi mày chết cũng đáng, còn ai thương cái đồ bị thiến, bị hoạn ấy nữa. Bọn quan thị nghe nói chạm nọc, xấu hổ ôm gà chuồn thẳng, bụng tức tuổi mà chẳng dám hé răng, sợ bị chạm lại bồi thêm cho mấy vố nữa, chắc còn đau hơn hoạn mầm đá nhà chúa ngày nào cũng lu bù yến tiệc bụng chứa toàn cao lương mỹ vị đâm ra mắc một chứng bệnh kinh niên rất khó giải thích ăn thứ gì cũng không thấy ngon miệng bụng lúc nào cũng lưng lừng không biết đói là gì một hôm chúa phàn nàn với chàng xem chàng có biết lý do vì sao không nghe nhà chú hỏi chàng im lặng hồi lâu xa chiều kỹ ngợi rồi đột nhiên làm bầm Hài Chúa, đã bao giờ Chúa được xơi bón mầm đá chưa? Mầm đá, ta chưa lần nào nghe nói, nó là thứ gì chẳng có thể kiếm cho ta ăn thử không? chàng Quỳnh chắc tay thưa. Chẳng có gì khó, Quỳnh tôi sẽ xin đáp ứng, đó là một món ăn tuyệt trần, nhưng nấu nướng khá công phu. Vậy sáng mai, thần xin được đón Chúa tại nhà thần để mở tiệc mầm đá. Hôm sau, chú đến nhà quyền từ sớm tinh mơ khí hừng, đợi ăn món mầm đá từ thùa cha xin mẹ đẻ đến giờ chưa từng nghe ai nói quyền cứ để chú ngồi chờ còn mình luôn tay luôn chân lụi hụi bếp nước ra đều vất vả lắm đợi mãi đợi mãi đã sắp qua ngọ mà chú vẫn chưa biết mùi vị món mầm đá ra sao trong khi cái bụng đã đói thắt cứ cồn cào đòi ăn dục trạng thì trạng một mực bầm bầm dạ dạ không ra ý sốt ruột mà cũng chẳng phân bua. Chú đành hỏi trạng sau lâu thế? Mà bụng ta thì đói lắm rồi. Quả là lâu thật, thần đã nói muốn có món này phải kỳ công lắm. Người nhà đâu? Trong lúc chờ món mầm đá dưng chúa, dọn cơm để người ăn tạm, bay. Gia nhân y lời, đã được chàng dặn từ trước, bưng lên một mâm cơm. Trên mâm chỉ vẹn vẹn có liễn cơm, đĩa rau muống và một hũ sành, đựng gì không biết đang đói chú ngồi vào mâm liền nhìn thấy cái khố sành có dán một mẩu giấy đỏ để hai chữ nho viết thảo đại phong trạng xót món đại phong ra bát rồi mời chú thưởng thức bữa cơm nhà dân do chính tay mình chuẩn bị không ngờ sau muốn chấm với cái nước gì mà ngon thế chú ăn thấy khoái khẩu bắt sới liền mấy bát bụng đã căng rồi chú mới hỏi trạng giọng mềm mỏng dạ ý khen ngợi Chắc đây là món mầm đá, ta ăn ngon miệng hơn mọi thứ sơn hào hải vị trên đời. Khải chúa, đá thì làm gì có mầm, mà mầm đá, cốt non đến đâu cũng chẳng bao giờ, ninh cho dừ mà ăn được. Chẳng qua, hàng ngày, chú ăn nhiều thứ, nem công chả phượng, nên xin đầy bụng, đâm biếng ăn. Hôm nay, thần đệ chúa chờ lâu, không được xơi món mầm đá, chẳng bao giờ có ý. Nên chúa đói bụng, thèm ăn vậy thôi. Thần thật có tội, mong chú gạt phát lời Quỳnh, đó không phải lỗi của chàng, ta hiểu ý chàng rồi, nhưng cái món đại phong không phải bầm đá thì là cái gì? Quỳnh giải thích luôn một thôi một thôi, dạ, cũng chẳng có gì bí hiểm cả đại phong, chứ hắn có nghĩa là gió to. Có, cái đó thì ta biết, đại phong là gió to, gió to ắt đồ chùa, đồ chùa thì tượng lo, tượng lo, nói lái là, chúa cười khoái trá, quên cả nghi thức, ha ha ha. Tượng lo là lọ tương giỏi lắm, đáng mặt trạng cái bón đại phong này mất tuyệt hảo làm sao lại chuyện trạng quỳnh thị điểm sứ bộ nhà thanh trên đường về kinh đô ta bữa ấy đến một bến sông để đối phó với lũ giặc thiên triều quỳnh nhận lời vua lê đứng ra thu xếp mọi chuyện phải cho chúng kinh hồn táng đầm ngay từ khi đặt chân lên đất này thế là bà điểm được quỳnh phân công đóng vai cô khạc nước ở ngay bãi sông còn mình thì nhũn nhận làm anh lái đò, chờ sẵn dưới bến. Mọi sự sắp đặt đã đâu vào đấy, chưa biết binh tình thế nào. Chợt sứ nhà Thanh qua quán nước bà điểm, thấy cô hàng xinh quá, lại ăn nói dịu dàng, đoan trang, thủy mị, mới ra điều văn chương thơ phú, thả lời ông bướm gió sang. Nam bang nhất thốn thổ, bất chi kỳ nhân canh, nghĩa là một tất đất nước Nam không biết bao nhiêu người cày ý nói mỉa đàn bà xứ ta lẳng lơ đĩ thỏa ba điểm không vừa đang bòm bẹp nhai chầu bèn quệt mộp nói sõng bắc quốc chư đại phu dai do thử đổ xuất nghĩa là bọn quan to ông lớn ở bắc quốc đều từ cái chỗ ấy mà ra ý còn mỉa mai hơn câu trên của sứ nhà thanh cả xứ bộ nhà thanh trột dạ sập bình cái xứ này thật kỳ lạ một cô hạt nước tầm thường mà tài học đã vào loại xuất chúng, chúng tiêu kiểu bỏ đi, cố không giàn mặt và tránh đối thoại cho khỏi bẽ bàng. đến chỗ bến sông, sứ bộ lên đò sang ngang, anh lái điềm nở chờ họ qua sông. bị cô hàng nước cho một trường chưa kịp hoàn hồn, có anh bụng tức anh ách, kìm không được làm đánh bùng một cái giữa thuyền sứ bộ. về bà còn lên mặt chữa thẹn bằng một câu văn vẻ như giả ý kinh thừa nước An Nam này, đất không đủ rộng cho nó đánh sắm. Lôi động Nam Bang, sấm động nước Nam. Cha Quyền đã nhập vai lái đỏ, khỏi cần giữ ý tứ gì, vạch quần đáy cầu vòng xuống sông, rồi đọc sổng một câu đối lại. Vũ qua Bắc Hải, mưa qua bể Bắc. Mới chạm chán một cô hạt nước, một anh lái đò mà sư bộ nhà Thanh đã thấy ngán ngầm đầy bụng. Tiểu nạp ma cái nị sao xứ này lắm người tai? Trong bấy nhiêu xe thoại về quan hệ giữa Trạng Quỳnh và Thị Điểm được truyền lại bao đời cho đến ngày nay, phải chăng chuyện này là phổ biến nhất, cũng lý thu và ý nghĩa nhất? Bệnh sĩ Sứ bộ nhà Thanh đường xa song xuôi một ngày đến cửa Kinh Đô Ta, không biết do mệt mỏi hay vì nguyên cớ gì cứ dùng rằng kim ngựa, không chịu vào ai cũng lấy làm ngờ, chưa biết sự thể thế nào. Hỏi sao mới biết, các quan thiên triều mắc bệnh sĩ không chịu chui qua cửa thành có đắp bốn chữ đại tự An Nam Quốc Môn, xem chừng chủ khách chưa hiểu ý nhau. Đường đường là sứ thần của thiên triều, lẽ nào các quan nhà thanh lại chịu lép vế? Chúng hậm hĩnh đòi vua ta phải bắt một chiếc cầu phồng vượt trên cổng An Nam Quốc Môn, thì chúng mới chịu vào thành. Thâm ý đã rõ, chúng muốn làm bố thiên hạ, chứ chẳng chịu ngang hàng với ai. Một số người bên ta đã có ý núng, biết chuyện Trạng Quỳnh hứa sẽ ra tay cho bọn chúng, chừa cái bệnh sĩ cố hiệu ấy đi. Lùi một bước, chúng sẽ tiến thêm bao nhiêu bước không chừng. Quỳnh dặn mọi người, cứ thế, cứ thế, rồi ai vào việc nấy. Quỳnh đóng vai một anh lính hầu cầm cây quạt, lông dài, theo đoàn ứng xứ của ta, ra ngoài cửa, An Nam Quốc Môn, để tìm cách hòa đàm. Nói thế nào chúng cũng vẫn giữ ý cũ, không chịu vào thành qua cửa đó. À, chúng mày định cả khịa hả? Đã thế thì Quỳnh này phải ra tay thôi. Chợt nghĩ, chợt làm, mọi việc như đã được sắp sẵn. Cứ thế, cứ thế, Quỳnh dúi cái quạt lông đang phe phể, hầu xứ vào chán một tên cưỡi ngựa, đầu đoàn. Quạt rú mạnh đến nỗi, hắn loạn choạng suýt ngã, bổ chừng trước An Nam Quốc Môn. Tức quá, vị đoàn viên sứ thần nhà thay này lao ngựa đến, định cho tên quân hầu An Nam, mọi sợ kia một trận như từ. Ai xè, Quỳnh bất đồ phọt chạy, đầu con ngoảnh lại, lúc lách như chọc tức thêm, cả đoàn sứ tàu ùa theo, để đuổi bắt tên san tế, dám có hành vi hỗn láo với sứ thần thiên triều. voi ngựa bên ta, nhân cơ hội ấy cũng quay hướng bám sau quân lính, hô hét in ỏi và lao theo, như ý giúp sứ bộ truy nã kẻ thổ phạm. Hỗn độn một hồi, cả đoàn sứ thần đã tọt qua cửa thành vào sâu bên trong lúc nào không biết đã chui vào chả lẽ lại chui ra để mất sĩ diện thêm lần nữa chúng đành phải vào chiều kiến vua ta từ sau lần ấy bệnh sĩ của chúng có thuyên giảm đi được phần nào chăng hay rồi vẫn chứng nào tật ấy thì vẽ sứ tàu sang ta vốn là tay vẽ giỏi một hôm trước mặt nhà vua và các triều thần ông ta khoe với trạng quỳnh trạng có dám thi khỏa trước nhà vua không chỉ nghe ba tiếng trống mà đã vẽ được một con vật thì ta phục tài quỳnh biểu môi coi chuyện ấy chẳng xa gì nghe một tiếng trống mà vẽ xong mười con vật như tôi mới tài chứ nghe đến ba tiếng trống mà ngài chỉ vẽ xong có một con thì có gì là tài thế mà ngài cũng thách đố chả bỏ để thiên hạ cười Sứ tàu nghe vậy tức lắm, cho là Quỳnh nói quát, thách Quỳnh thi vẽ. Quỳnh nhận lời cay. Cuộc thi bắt đầu. Nghe đánh tiếng trống đầu tiên, sứ tàu đã cắm cổ vẽ, trong khi Quỳnh vẫn nhợt nhơ như không, chẳng thèm nhúng bút. Nghe tiếng trống thứ hai, Quỳnh vẫn ngồi chơi, đàng hoàng như không biết đến cuộc tỉ thí, sắp đến hồi kết. Đánh tiếng trống thứ ba, Quỳnh mới nhúng liền 10 đầu ngón tay vào ghiên mực, rồi phết lên giấy 10 vệt dài lòng ngòng và bảo là 10 con sun đặt trước mặt sứ tàu. Trong lúc ấy, sứ tàu chưa vẽ xong con gì cho xa con gì. Nhờ tài mưu trí, trạng quyền đã thắng cuộc. Mặt xa sầm, sứ tàu áng giọng hẹn một dịp khác sẽ sửa bối khẩn đầy. Hắn bấm bụng bỏ đi. Chọi châu Sứ tàu khi sang ta có dắt theo một con châu trọi rất to, súng tây tạng, bốn chân to như bốn cái cột đình, lồng cứng như lông nhím, mắt ngầu ngầu ngấn lửa nó rất khỏe và hăng máu sứ tàu thách châu ta trọi thi để rửa mối khẩn, bẽ bàng từ hôm thu cuộc thi vẽ với quỳnh vua lập tức sai người đi bản dân thiên hạ mà không tìm được con châu nào đáng mặt để đối địch vua lo lắm ngọc thể bất an e ven này số mặt với sứ tàu liền triệu trạng vào vấn ý chuyện trọi châu trở thành quốc sự quỳnh nghe nói liền tâu với vua ta là đã có sẵn châu trọi cứ nhận lời thách đấu cùng sứ nhà Thanh, chẳng việc gì phải nào đúng. Đến ngày thi, dân chúng kéo nhau đến xem châu trạng chọi với châu sứ tàu. Sứ tàu thả châu họ ra, có châu to lớn, cổ quái, hai mắt long sòng sọc, đứng nghênh sườn, khiêu khích. Khoáng nhìn người xem đã kinh hồn bạt vía, phen này khéo ta toi luôn quốc thể. Lúc ấy, Quỳnh mới thả một con nghé, con ra. Chú ta bị nhốt riêng suốt đêm, khát sữa quá, thế châu tàu tưởng châu mẹ, liền hụt đầu vào bụng châu tàu để tìm vú. Châu tàu là châu đực, nhột lên như bị cù, lùi mấy vòng, cuối cùng không chịu được nữa, liền bỏ cuộc, chạy thục mạng. Chú ghé của Quỳnh cũng cong đuôi đuổi theo, thật là một cuộc sượt đuổi không cân sức, phần thua thuộc về châu tàu to xác. Sữa tàu bẽ mặt, lùi mất. Quỳnh vỗ tay xeo, ta thắng tàu rồi, ta thắng tàu rồi, bà con ơi! Chỉ có một cách bị thua cuộc chặn quỳnh nhiều lần sứ tàu vẫn hầm hè muốn đọ tài cao thấp để cỡ lại kết thể diện sứ đưa ra cho gì quỳnh chấp tất cho ấy chưa một lần chịu ngang phân lần đó giữa triều đình trước mặt vua ta và bá quan văn võ sứ tàu đưa ra một chai nước bảo là loại nước thơm đặc biệt qua sứ thần tặng vua ta nước thơm được đóng kín trong chai đúc liền thành một khối thủy tinh Chắc là thứ nước ấy phải quý lắm Mà sứ tàu cũng ngoái oan Đóng nước vào chai không có nút Thì lúc mở làm sao mở lấy được Thì chính hắn Là thế là cố ý muốn xỏ vua ta bên này một chứ Mười trạng quỳnh khéo cũng bí Sứ tàu khí thường chờ kết quả Cuộc đấu trí mà hắn đã hoàn toàn Nắm thế chủ động này Giữa lúc cả triều đình đang lúng túng Không rõ sứ tàu đưa cái trò Nước đóng chai kín này ra để làm gì thì hắn sỗng sạc nói sách mé như thách đố và đe dọa. Đố làm cách gì lấy được nước? Hắn có hàm ý hẳn hoi, nước vừa chỉ thứ chất lỏng thơm đặc biệt ở trong chai đóng kín kia, vừa ám dị rằng các ông mà không biết điều thì chúng tôi lấy mất nước đấy. Ồ, hắn lại đố. Làm cách gì lấy được nước? Khó thật, vua ta đưa bắt ra hiệu cho Quỳnh. Quỳnh ung dung tiến lại chỗ để chai, rồi bảo sứ tàu, Ông sợ cái trò xiết này ra, kẻ cũng cào tay. Chai không có nút thì làm sao lấy được nước? Tài trí khơn nhau ở chỗ ấy đấy, ông Trạng. Vậy thì chả có gì là khó. Muốn lấy được nước thì chỉ có một cách, mà cách này thì thiệt hại thuộc về phía các ông. Cách gì? Đánh. Tôi nhắc lại, các ông thiệt đấy, đánh. Nỗi đoạn, Quỳnh sang thẳng tay đập vỡ cái chai. Sưu tàu bị bất thần, mồ hôi toát ra như tắm, vẫn kịp sờ trò, bắt đền vì Quỳnh làm vỡ chai. Bây giờ Quỳnh mới ung dung nói, ông đố lấy nước, chứ không sao hẹn, phải giữ nguyên chai. Thế thì không còn cách nào là phải đánh. Mà đánh để lấy nước thì phần thịt thuộc về các ông nhãn tiền xa rồi. Đền bồi cái nỗi gì? Theo một bản được dẫn trong từ điển văn học tập 2, câu chuyện trên có những chi tiết khác rất đáng chú ý. Xin tóm tắt như sau để bạn đọc tham khảo. Lần ấy, vua quan nhà Thanh lăm le xâm lược nước ta chúng cử một phái bộ sang ta để dò la, đấu trí, tìm hiểu, binh tình. Phái bộ nhà Thanh đến kinh đô ta, sương vua lê chai nước hoa bị bịt kín miệng. Kèm theo, một lá thư nhờ chủ đình ta lấy hộ trước trong chai ra. Nhà vua đang lúng túng, chưa biết nên xử trí thế nào, thì chạm quyền cầm gậy đập vỡ tan cái chai, nước bắn ra tung tóe và nói với sứ thần nhà Thanh rằng, trong thư chỉ nhờ lấy nước không nhắc gì đến đòi chai. Thuyết tường muốn lấy nước thì phải đánh mà lấy, mà đánh thì vỡ chai, thiệt hại thuộc về quý quốc. Sứ nhà Thanh sợ xanh mặt và nhà vua Thanh không dám cất quân đánh nước ta nữa. Thơ chống Vần Thiên Một lần Quỳnh được nhà vua cử đi sứ tàu, trọng trách khá nặng nề vì vua tàu quen thói nước lớn hay sợ trò xỉ nhục sứ ta. Lần ấy vua tàu muốn ra oai cho sứ Nam biết thiên triều lắm bậc đại xanh. Bèn tổ chức cuộc thi đề quỳnh cùng các quan hàn lâm Bắc Quốc có dịp trổ tài văn bút, thật là dịp hiếm có. Các quan hàn lâm Bắc Quốc đã được thông báo sẵn đề thi trước mấy giờ để kịp thi thố tài năng. Riêng quỳnh tất bị giữ kín sẽ lâm vào thế bị động, thua là cái chắc. Trước mặt vua tàu, những người dự thi sẵn sàng giấy bút chờ đề vua ban. Quỳnh và mấy người được báo cho hay khi nào trống nổi lên, ấy là cuộc thi bắt đầu. Quỳnh chăm chăm nhìn vào xá trống, búng tùng một cái, trống điểm sành sọt mà đề thi vẫn chẳng có. Trong lúc ấy, các quan hạt lâm Bắc Quốc không ai bảo ai đã cắm cuối viết, người được mấy sòng kẻ đã cần kín tra. Biết là bị mưu lừa, Quỳnh ngẫm nghĩ, đề thi không xa mà họ lại làm được bài, ắt là đề thi bị giấu nhưng chỉ giấu ta không giấu họ vậy phải tương kế tiểu kế không thể để nhục quốc thể nghĩ đoạn quỳnh thực hiện ngay mưu mẹo cắm đầu vào quyển thi lia thiên lia thẹo nét bút lòng vòng số mực nho đè rúi vào nhau trông hàng lối đâu đấy nhưng không chữ nào xa chữ nào viết xiên viết sẹo một chặng quỳnh cuộn bài thi đút vào ống quyển, đẹp nộp đi lướt qua mặt các quan hàn lâm bắc quốc quỳnh liếc nhanh để xem đề thi là gì thấy loáng thoáng bốn chữ thơ chống vần thiên đúng như quỳnh chợt nghĩ lúc nãy khi thấy thị vệ đánh trống xong bỗng trò rùi trống lên trời chữ hán thiên nghĩa là trời nắm chắc đề thi rồi quỳnh ung dung trở lại kỳ án của mình chuẩn bị trong đầu một bài văn thật hay thật trình theo đúng đề thi vua ngầm đưa ra cuộc thi kết thúc các bài văn khác được đọc lên, riêng bài của Quỳnh thì cả vua tàu, cả các bậc tài danh thiên diều đều cứng họng không đọc nổi, vì đó là những số mực loằng hoàng vô nghĩa, đè rúi vào nhau thành hàng thành lối, thật như bát quái trận đồ. Vua tàu giận lắm, mắng Quỳnh té tát. Nhà ngươi đúng là đồ vô học, không biết chữ thánh hiền, vậy mà cũng dám dự thi với các danh tài thiên quốc. Ra người nói trước, tội còn giảm được đôi phần, đang này, điếc không sợ súng, người dám bị mặt ta, tội không tha được. Quỳnh chẳng hề lúng túng, lẽ phép tấu trình. Tôi đâu dám làm điều sang bậy, bài văn tôi viết hay lắm, dẫu không sật giải nhất cũng chẳng phải văn soàng để đến nỗi mang tội xin được soi xét công minh. Người có viết gì đâu mà bảo văn hay lại còn soi xét, soi xét mấy đống gà bới à? Thật oan cho thần, oan là oan thế nào? có ai đọc nổi gì đâu mà ngươi dám bảo là oan. Chết nỗi, thần cứ nghĩ nhà vua và các danh tài thiên diều thông hiểu lối chữ thảo của nước chúng tôi. Vậy là tôi nhầm, xưa được chép lại theo lối chữ thông thường mà bọn học trò ở xứ tôi vẫn tập viết vậy. Vua Tàu nghe thấy chuyện lạ, cho phép Quỳnh chép lại bài văn để vua thưởng lãm. Thế là bài văn trong đầu Quỳnh được thể sông rồng tuôn xa đầu ngọn bút lồng, tha hồ nhà ngọc phun châu. Vua Tàu đọc xong, kết của phê là tuyệt tác, rồi bỗng hỏi Quỳnh, văn tài như ông, sứ Nam có mấy người? Dạ tôi chả đáng mặt văn tài sứ Nam, vì sứ Nam tôi nhiều người giỏi lắm, còn vô học như tôi. Quỳnh nói chậm lại và hơi nhấn giọng nghĩ đến lời vua tàu lúc nãy mắng mình là vô học. Vâng, cái đồ vô học như tôi thì ở nước Nam, mỗi nhà đều có một vài người. Vua tàu nghe vậy cả kinh biết là mất mưu trạng quyền mà vẫn phục tài sứ thần Nam Quốc tiền chủ hậu khách. Trong thời gian đi sứ bên tàu, một lần quan thừa tướng nước ấy mời Trạng Quỳnh đến sinh mở tiệc khoản đãi. Từ cổng ngoài vào nội sinh, quan cho đào hầm sâu, hào rộng, rồi quỹ trang lấp đi, trải chiếu hoa lên trên. Thoạt nhìn, không ai có thể nhận ra hiểm họa đang nấp dưới từng bước chân mình. Tên thừa tướng tàu chê khăm, định tâm lừa quỳnh sợ ý sụp hầm, sụp hào mà về chầu Diêm Vương. Quỳnh ung dung võng lọng đến xin thừa tướng. Hắn ra tận cổng ngoài đón Quỳnh rất là niềm nở, chú đáo lại bởi Quỳnh đi trước theo phép lịch sự. Quỳnh đâu có lạ những mưu xảo của thừa tướng Bắc Quốc nên ra ý chần chừ không chịu dẫn thân đi trước. Một mực nhưng bước quan thầu, Quỳnh cung kính thưa. Dạ, thưa quan thừa tướng, tôi đâu dám bất kính đi trước ngài. Ta vẫn có câu tiền chủ hậu khách, vậy xin giúp quan thừa tướng đi trước cho phải phép dùng rằng nhường qua nhịn lại không thành, Thừa tướng tàu đành phải đi trước để chờ vào sinh. Trang Quỳnh đi sau, cứ theo đúng dấu chân thừa tướng tàu mà đặt bước. Mọi sự vì thế yên ổn cả, lại không mất lòng chủ. Đãi tiệc quan tàu Nghe tin Quỳnh đãi tiệc, các quan tàu bảo nhau kéo đến rất đông. Quỳnh sai quân lính, trang hoàng phòng tiệc thật lộng lẫy. Bạn nào bạn ấy bài biện, đĩa chén, choáng loáng, toàn hàng tàu sang, xịn, hết ý. Nhưng lạ một điều, không thấy Quỳnh Sai mua bán thức ngon, vật lạ gì. Chị bảo kiếm về thật nhiều rượu, đặt từng chai, từng vò sẵn trên bàn. Còn trong bếp, tịch không thấy nổi lửa, son nổi sạch sẽ như lau như ly. Chỉ có mấy anh đầu bếp, thủ sẵn rau mã, rau rửa, ngồi trực bên những cái thớt nghiến, chờ kiệu lệnh là hành sự. Đã đến giờ mở tiệc quản đãi quan tàu, Quỳnh trịnh trọng bước ra, nói mấy lời, cách khí, rồi chỉ vào những bàn tiệc bày biện, linh đình, những bắt, những vò, những đĩa, những chén không. Xin mời các quý ngài dùng tạm rượu trước, rượu ngon cất tự bên nhà, sứ ủ mãi hôm nay mới đem ra mời các quý, nam vô tiểu như kỳ vô phong, xin các ngài tỏ mặt trượng phu cùng nâng chén cho quỳnh tôi được hân hạnh mời. Thế là bàn nào bàn ấy rượu rót hàng bát, ưng ực uống, ôn ào rót rượu vào lời ra, nốc rồi lại nốc, có mấy kẻ chịu uống đã say, cũng có kẻ tỉnh táo hơn, ngóng phía cửa bếp chờ nhà sứ ma thức ăn ra, thế rồi như có hiệu lệnh, ngầm từ đâu truyền qua, xào thớt trong bếp, băm gõ in ỏi, cứ như nhà có đám thật, chốc chốc lại có một tốp lính, rối xít chạy vào chạy ra, xoay lại bàn ghế, xếp sẵn đĩa bát, ai cũng chấp mầm tiệc to lắm, nấu nướng hẳn lâu, nên cứ vừa uống rượu vừa nấn ná chờ, chờ nữa, chờ nữa, chờ mãi. Chờ cho đến lúc say tiết, cung, thang, vì đói mềm mà lại rượu, xuông quá chén, ông này ông nọ cục đổ vào nhau, không còn phân biệt Bắc Quốc, Nam Nhân gì nữa. Lúc ấy Quỳnh mới sai của lính, hai nước siêu các quan tàu về tư dinh các ngày, ông nào say quá thì khiêng, thì cáng. Mấy bữa sau, gặp lại các quan tàu, Quỳnh làm mặt trách móc, các ngài được bữa vui vẻ thế, rượu con uống vào, chả ai còn thiết sơi sơn hào hải vị, chỉ khổ sứ quán tôi, thịt cá ê hề, ăn mấy bữa không hết, phải đổ cho lợn hàng phố. Đánh cháo thư, cứu bạn khỏi nguy, thảo thơ mừng, thấy chúa tại trận. Có nhiều bài thơ nghịch, truyền tụng là của Trạng Quỳnh, ở đây, chị dẫn hai bài khá tiêu biểu. Bài thứ nhất tạm gọi là Thơ Cứu Nguy. Nguyên có một thầy giáo đi dạy học ngoài tỉnh xa. Bà vợ ở quê nhà. Thầy giáo một, hai năm mới về thăm qua một lần. Bao nhiêu tiền của, chất bóp được, đưa hết cho vợ. Năm ấy, vùng thầy ngồi gõ đầu trẻ, mất mùa. Các môn sinh, cái ăn còn chẳng có. Lấy đâu ra tiền học, buồn tinh vì thất nghiệp. Nhưng thầy cũng không dám tính chuyện về quê đi lại tốn kém, tay dài lại, lại không có một cắt dính đáy. Đặc nào thì cũng thế, tay trắng về với vợ còn nhục hơn ăn quỵt. Thế là thầy cứ ở lì tại tỉnh không dám thò mặt đi đâu, đành lòng đói khát qua thì. Nhưng mụ vợ đâu có cho thầy ấm chỗ, mụ sai người nhà đi tìm, lần bò tìm mãi, rồi cũng thấy thầy không còn cách nào khác, thầy đành viết thư tạ lỗi vợ. Lời lẽ tội nghiệp, nhún nhường, mong mộ thông cảm để thầy được phúc nhờ. Anh người nhà cầm thư về quê, tình cờ có Quỳnh đi cùng đường. Quỳnh lại quen biết anh chồng. Anh người nhà mới tỉ tê kể lại tình thế nguy cấp của thầy giáo. Quỳnh bèn định kế, đánh cháo thư cứu bạn khỏi nguy. Lừa lúc anh người nhà sơ ý, Quỳnh lấy biến cái thư của thầy giáo gửi vợ, chép bài thơ của mình, đầy một tờ giấy rồi đánh cháo vào. Thơ của Quỳnh như sau này lời giáo thụ gửi về quê nhắn nhủ bà mi chớ ngứa nghề cõi bắc anh mang thẳng cù lãng. miền nam em giữ cái chai he hãy còn vướng viết như hang thỏ hay đã tỏ ho quá lỗ chê dù có thế nào đành chịu vậy hai ba năm nữa đợi anh về thế là quỳnh đã giúp bạn truyền bại thành thắng bà vợ đọc thư này ắt phải đỏ mặt mà quên chuyện trách móc này kia đó nọ bài thứ hai là thơ mừng chúa thắng trận bài này là một trong vô số những bài thơ của các quan võ quan văn ca chuyện nhà chúa cầm binh giữa đêm hôm đánh thắng quân kia chỉ khác nhau ở chỗ các thứ thơ khác là thơ nịnh còn thơ của quỳnh là thơ lẫm cật đọc lần đầu chú còn đắc ý tán thưởng mãi sau ngẫm nghĩ mới thấy hết cái hàm ý đằng sau câu chữ của chàng. thơ rằng nửa đêm giờ tí chống canh ba, thoát tiến lên thành, tháo lũy ra. Một tướng xông vào trong cửa ải, hai quân lăn lóc bãi san hà. Quân ta giao chiến cùng quân nó, nước nó giao hòa với nước ta. Đánh đoạn rút về lau khí giới, thu binh hồi chạy, xếp can qua. Chú thích bài thơ trên chép theo bản của lãng nhân. Hết chú thích. Ơ ừ hay, đấy là chuyện ngoài chiến địa hay chuyện trong buồng the. Thợ ấy chi tiết như được viết ngay ở hiện trường, thế mới đáng tài trạng quyền. Thảo thơ mừng, thấy chúa tại trận. Cây trà lá vườn Chúa ghét Quỳnh lắm, định tâm trả thù, bèn sai lính đến kéo đổ nhà Quỳnh. Quỳnh thấy lính đến thì lấy làm lạ, hỏi sao mới biết. Bèn nghiêm mặt bảo chúng, Chúa sai các anh đến kéo đổ nhà ta, thì các anh cứ việc kéo, ta chẳng ngăn. Lại mang tiếng cướng ý Chúa. Nhưng muốn kéo sao thì kéo, không được xeo khỏ. Ai mà xeo họt nửa lời là ta cắt lưỡi liền. Nào, làm đi, rồi liệu mà về cho cốt mắt. Cái nghề đã kéo nặng thì phải xeo, phải khét, phải xô ta hò huệ. Bọn lính nghe chẳng giao hẹn, đành chịu về không vì được lòng Chúa thì trái ý chặn mất lưỡi thì sống cũng như chết, còn sướng cái nỗi gì? chú bảo bọn lính ngu, bèn bày kế khác, không kéo đổ được nhà nó thì chúng mày vào nhà nó mà ỉa yeah, cho bỏ ghét vậy. Có thế mà cũng không biết ứng xử cho phải phép, cứ thế, cứ thế mà làm, xem nó còn ngáng chờ được không? Bọn lính đắc ý kéo đến nhà Quỳnh thi hành ý chúa, phe này vượt nhà chạm, cứ là thối um cả lên, thế mới bỏ tức. Quỳnh lại bảo bọn lính, chúa sai các anh đến ỉa vào nhà ta thì cứ việc ỉa ai thèm can nhưng cấm đái anh nào đái thì ta cho thành quan hoạn nào các chú mày cứ thử xem ai ỉa mà nhịn đái được bọn lính lại cắt đít phải không vài đứa láu cá nghe thấy chạm nói thế bèn lấy cáo sừa, hứng nước đái mà ỉa quỳnh đành chịu thua nhưng lại nghĩ ra một mẹo khác trả miếng lại chúa ít lâu sau quỳnh cho mang một cây cải rất to vào tiếng chúa bảo làm cơm để chúa sơi. Khi Quỳnh vào hầu, chúa hỏi cải đâu mà to đến thế, lại khen ngon quá. Quỳnh chắp tay thưa rằng, cải nhà chồng, trước nó không to mấy, từ độ chúa sai lính đến ỉa vào nhà thần, thần lấy phân ấy bón cải, nên nó lớn phồng lên thế. Thầm nghĩ, cây nhà lá vườn, sưng để chúa sơi, may mà lại được chúa khen ngon, thần lý làm mừng. Chúa giận lắm, nhưng không thể bắt tội Quỳnh, chỉ vừa phục vừa ghét chạm chết chúa cũng băng hà từ lâu chúa đã có bụng ghét quỳnh một hôm nghe lời bọn quan thị suối bầy chúa đòi quỳnh vào thị yến định nhân đó đánh thuốc độc cho chết trừ hẳn mầm họa quỳnh biết chúa căm mình về bao nhiêu lần bị mắc lỡm từ trước bận này cho đòi vào chắc là có chuyện lúc đi giận vợ con phải đinh ninh nhớ lời của mình và làm theo chẳng linh cảm thấy bao điều hệ trọng còn chưa nói hết được chỉ vắn tắt hôm nay ta vào hầu yến chúa lành ít giữ nhiều ta có mệnh hệ nào nhớ là không được phát tang ngay cứ để ta nằm vào võng cắt hai đứa quạt hầu rồi gọi nhà trò về hát đợi bao giờ trong phủ chúa phát tang thì ở ngoài này hãy khâm niệm ta cử hành tang lễ mọi việc ta dặn cứ nhất nhất thi hành thôi ta đi Đừng hỏi nhiều mà lộ thiên cơ. Ta bấm độn, đã tưởng mọi chuyện. Dặn xong, lên võng vào phủ thị yến theo lời mời, không tỏ vẻ gì là lúng túng chần chừ. Quyền vào đến cung, đã thấy chúa ngồi chờ đấy rồi. Thật là một đặc ân, nhưng mà sao mặt chúa trông khác lắm, đôi mắt gian xảo miệng cười ngượng ngập. Lâu không thấy mặt chạm, lòng ta chờ cống mong đợi. Vừa rồi có người tiến hải vị, ta nhớ đến ông cho gọi vào ăn yến, ông không được khách sáo từ chối mà trái ý ta. Quỳnh biết Chúa thù về chuyện mình làm thơ lẫm Chúa và tím cây cải hôm nọ, không ăn hẳn là không xong. Quỳnh vừa nếm một miếng khỏi miệng, Chúa bỗng hỏi Quỳnh, giọng khác thường, bao giờ chạy chết? Quỳnh thản nhiên đáp như đã có chủ định, bao giờ nhà Chúa băng hà thì Quỳnh này cũng chết cho phải đạo quân thần. Ăn xong, thấy trong người khang khác, quỳnh vội cáo biệt xin về đến nhà thì tắt thở vợ con cứ theo lời dặn mà làm nuốt nước mắt mà nén nỗi đau khôn tả chúa cho người dò xét xem quỳnh có việc gì không thấy quỳnh đương nằm võng nghe nhà trò hát mà cười nhà thì đi lại vui vẻ như đang có hội người đó bèn về tôi chúa chúa kinh hoàng liền đòi đầu bếp lên hỏi xem đánh thuốc thế nào mà quỳnh không việc gì cả đầu bếp cứ thực khai ra một mực làm theo lời dặn của Chúa, không dám sai mẩy may. Chúa vẫn còn suy nghi bèn thử nếm mấy khúc yến thừa, được một chốc thì lăn xa chết. Xin mở số ngoặc. có nơi lại kể là khi chẳng ra về, để lại cho Chúa một quyển sách có tầm thuốc độc. Chúa thấm nước bọt vào ngón tay để sở sách, thuốc độc truyền vào miệng mà chết. Vợ Quỳnh thấy trong phủ Chúa phát tang thì ở nhà cũng phát tang. Chúa và Trạng Quỳnh cùng đưa ma một ngày thế mới biết quyền chết đến cổ còn lừa được Chúa chết theo mình. Tài thật, đời sau có câu thơ ứng vào chuyện này, chẳng chết Chúa cũng băng hà, dưa gan đỏ đít thì cả đỏ chôn. Chuyện Trạng Quỳnh đến bây giờ vẫn được lưu truyền trong dân gian, đời này kể lại cho đời sau không dứt. Người ta còn sưu tầm được nhiều chuyện khác bổ sung vào di sản chuyện trạng quỳnh ngày thêm phong phú cũng có ý kiến đưa ra nhiều luận cứ để chứng minh nguyên mẫu của nhân vật Trạng Quỳnh trong văn học dân gian là một người có thực trong lịch sử, đó là Nguyễn Quỳnh, 26 tháng 10 năm 1677, 26 tháng 2 năm 1748, tức Cống Quỳnh, người gốc xứ Thanh, đang có nhiều ý kiến bàn luận sôi nổi.